Xin chào cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần tiếp theo của truyện ma dài kỳ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử. Truyện được biên dịch bởi đội ngũ cộng tác viên dịch truyện tại website sởvãitải.com. Nhớ đăng ký kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya để ủng hộ bọn mình nhé. Chương 482, Ngọc Trần Chủ. Diệp Thiếu Dương đưa tay nhận lấy, lập tức có một luồng linh lực cường đại chuyển đến cánh tay hắn. Nhìn kỹ lại, cát phất trần này vừa đen nhánh vừa trong suốt, tựa như một loại đá quý màu đen nào đấy. Phần đuôi thì mềm mại sáng bóng, chỉ cần truyền một ít cương khí vào, nó liền lay động nhẹ nhẹ. Quả nhiên là cực phẩm pháp khí. Diệp Thiếu Dương lật phất trần lại, thấy trên cán có khắc ba chữ màu vàng sáng chói, Ngọc Trần Chủ. Trong lòng liền hoảng hốt, lẩm bẩm nói: đây chính là bảo bối trong truyền thuyết mà Trấn Nguyên Tử đã từng dùng. Diệp Tiểu Manh cau mày: sao? Trấn Nguyên Tử là ai? Diệp Thiếu Dương trả lời: chắc là em đã xem Tây Du Ký rồi, đó chính là Trấn Nguyên Đại Tiên, người đã dùng một tay đánh bại Tôn Hầu Tử. Tiểu Mã lập tức chen vào một câu: này, chẳng nhẽ Tôn Hầu Tử có thật đấy à? Úi giời ơi, đương nhiên là giả rồi. Trấn Nguyên Tử là một vị đạo gia, chẳng qua được Lão Ngô mượn tên để viết chuyện thôi. Trong truyền thuyết, Trấn Nguyên Tử chính là địa tiên tri tổ, trước khi y thăng thiên đã từng dùng pháp khí là Ngọc Trần Chủ này. Mà kệ truyền thuyết là thật hay giả, nếu nó đã được đặt chung với quyển cổ thư kia thì chứng tỏ nó từng được Diệp Pháp Thiện dùng qua. Đích thật là một cực phẩm pháp khí. Nói xong, hắn nhét phất trần vào tay Diệp Tiểu Manh: em cứ giữ nó mà dùng đi. Diệp Tiểu Manh ngơ ngẩn: thế anh không cần nó à? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ thắt lưng: anh có thái ất phất trần rồi, linh lực của nó tuyệt đối không dưới Ngọc Trần Chủ. Mà anh sử dụng hai cây thì có lợi gì đâu, chỉ bằng đưa em dùng một cái. Dù sao em cũng là hậu nhân của gia tộc, đương nhiên có thể sử dụng nó. Bảo vật này có tiềm lực vô hạn, tương lai pháp lực của em càng cao, uy lực càng mạnh đấy. Diệp Tiểu Manh cắn môi, trong mắt lộ vẻ kích động. Diệp Bá thấy hắn đem bảo bối giao cho con gái mình, trong lòng rất kích động, vội vàng nói cảm ơn, sau đấy hỏi: Diệp Thiếu Dương à, bây giờ Hạn Bạt chết rồi, chẳng nhẽ vẫn còn phát sinh những chuyện kỳ quái đấy à? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút trả lời: dạ con không biết, nhưng mà quỷ hồn Diệp Tiểu Thước đã trở lại, con muốn tìm hiểu chuyện của y là thế nào, vì đây chính là đầu mối duy nhất của chúng ta bây giờ. Nhắc tới Diệp Tiểu Thước, ánh mắt Diệp Bá có vẻ không tự nhiên cúi đầu xuống. Diệp Thiếu Dương cau mày: rốt cuộc có chuyện gì bà bá không thể nói ra? Tiểu Thước nó chết thảm quá. Diệp Bá thở dài rồi ngẩng đầu: thật ra có một chuyện rất quỷ dị liên quan đến trận lũ lụt kia. Nó từng khiến nhiều người phải hoang mang lo sợ, nhưng trải qua nhiều năm nó không xảy ra nữa, nên đã sớm bị mọi người quên lãng. Con có biết tại sao trận lũ lụt kia lại hại chết quá nhiều người không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Diệp Bá nói tiếp: lũ lụt đương nhiên sẽ có nhiều người chết, nhưng điều quỷ dị chính là trong một cặp vợ chồng, chỉ cần một người chết đi thì không lâu sau, người còn lại chết theo một cách lạ lùng. Trên chợ cũng có nhiều trường hợp như vậy xảy ra lắm. Hơn nữa họ đều là những cặp vợ chồng dưới 40 tuổi. Khi chuyện này xảy ra, nó khiến nhiều người sợ hãi. Bất quá nhiều năm trôi qua, nó cũng không xảy ra lần nào nữa. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ: có chuyện này nữa sao ạ? Tiểu Mã thì đột nhiên nói: ôi, có thể do người chết quá thương nhớ vợ này, hay là nhớ chồng mình ấy, cho nên kéo người còn lại theo hay không ạ? Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn cậu ta cau mày: đúng là có một vài trường hợp như thế, nhưng lần đó có hơn mười mấy cặp vợ chồng một lượt, không thể nào là trùng hợp. Tôi cũng chưa bao giờ nghe nói có chuyện này. Diệp Bá đang muốn nói gì đó, điện thoại trong túi chợt vang. Y lấy ra nghe một chút, sắc mặt lập tức đại biến. Được, các người tự bảo vệ mình không nên đi vào, ta lập tức dẫn nó đến. Vừa khúc điện thoại, y vội vàng nói với Diệp Thiếu Dương: mau con ơi, mau đi theo ta. Diệp Dài Lượng tự sát, nó là muốn gặp con. Gặp con ạ? Diệp Thiếu Dương ngẩn người: con đâu biết người này là ai? Ta cũng không biết chuyện gì, con đi rồi sẽ hiểu. Hắn đã chết rồi. Diệp Bá đứng dậy chạy nhanh ra cửa. Diệp Thiếu Dương vội đuổi theo: dạ, người này sao tự sát, lại có muốn gặp con nữa?
Dĩ nhiên Diệp Bá không biết, chỉ lo chạy đi. Đoàn người Diệp Thiếu Dương cũng theo sát phía sau. Ra khỏi cửa chạy qua hai đầu hẻm, vừa tới trước một căn nhà liền nghe thấy bên trong có tiếng gào khóc thê lương, cũng không phải do một người khóc. Mở cửa sân, Diệp Bá cùng Diệp Thiếu Dương bước nhanh vào, nhìn thấy một người phụ nữ nằm trên đất vừa khóc lóc vừa muốn bỏ vào trong nhà. Bên cạnh còn có cậu nhóc đang ra sức kéo cô ta lại, không cho cô bỏ vào. Diệp Bá xông tới hỏi, đã xảy ra chuyện gì thế? Cậu nhóc khóc lóc trả lời, anh con chết rồi ạ, nhưng là bị quỷ hại chết ạ. Diệp Thiếu Dương vọt vào gian nhà chính, nghe thấy tiếng khóc quái dị từ phòng truyền tới. Nhìn bên trong, toàn bộ rèm cửa sổ đều bị đóng chặt, trong phòng tối om. Đột nhiên chợt thấy một người đang nằm bò dưới đất. Hắn vội vàng đi vào, vừa vào liền trượt chân, thiếu chút nữa ngã xuống. Cúi đầu thấy trên đất toàn là máu. Người đàn ông kia cong lưng bò lê lết trong vũng máu, trên đất còn có hai chân và một cánh tay bị đứt rời. Dù máu đã chảy đầy đất nhưng y lại không chết, mà đang vùng vẫy giống con rùa và khóc lóc thảm thiết. Một màn máu tanh quỷ dị làm Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh vừa mới chạy tới liền ngẩn ra tại chỗ không dám vào. Người đàn ông đưa tay lên, lúc này Diệp Thiếu Dương mới thấy trong tay y đang cầm một cây dao gọt trái cây, không ngừng khứa vào cổ mình. Rất nhanh đã cắt đứt dây khí quản, thậm chí còn khứa sâu vào xương, phát từng tiếng kèn kẹt sởn ra gà. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn cảnh này, cũng không tiến lên cứu y, bởi vì hắn biết y đã chết, có cứu cũng không sống được. Hắn chỉ muốn xem rốt cuộc y đang muốn làm gì. Rắc rắc một tiếng, xương cổ gãy, cái đầu nghiêng sang một bên. Nhưng người đàn ông vẫn không chết mà lại khóc giống lên, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, và cầu người Diệp Thiếu Dương à, mau giúp ta khai hồn ấn đi, ta không chết được, thực sự khó chịu quá. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, người biết ta? À, tiểu thước đã hạ hồn ấn vào người ta, hắn nói chỉ có người mới có thể giải khai. Hắn muốn ngươi nhìn ta chết, van cầu ngươi, ta đau quá. Diệp tiểu thước ư? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lại là do y dở trò. Lúc này hắn mới đi tới, giơ ngón cái đè lên ấn đường người đàn ông, truyền một luồng cương khí vào cơ thể y. Hắn lập tức cảm thấy ở vị trí thiên linh cái có một cấm chế phong ấn, trong lòng lập tức bừng hiểu. Khó trách tại sao người này bị như thế mà vẫn không chết. Nguyên nhân chính là hồn phách bị phong ấn trong cơ thể, không thể ra được nên phải chịu đựng những thống khổ dài vò liên tục. Hơn nữa, trong cơ thể y còn có một lực lượng đang khống chế hành động, không ngừng tạo ra những tổn thương lên thân thể. Đây chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Thiếu Dương lập tức truyền nhập cương khí để giải khai cấm chế. Chương 483: Quỷ đèn lồng. Người đàn ông run rẩy rồi dừng lại, vừa khóc thút thít vừa cười quỷ dị. Hắn là người thứ nhất. Diệp Thiếu Dương đang sững sờ, rồi đột nhiên có luồng lực lượng đánh lùi hắn về sau hai bước, rồi dương mắt lên nhìn hắn. Đó là một quỷ ảnh đang lôi đầu một quỷ ảnh khác, bay nhanh tới chỗ bức tường muốn trốn thoát. Diệp Tiểu Thước. Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Diệp Thiếu Dương, biết mình sẽ không rút dây câu hồn ra kịp, liền không chút do dự lấy gương âm dương, bấm ngón giữa rồi đè lên mặt kính. Một luồng huyết quang bắn ra nhanh, đánh trúng lên quỷ ảnh tạo thành tầng huyết khí. Một giây sau hai quỷ ảnh đã xuyên qua tường biến mất. Diệp Thiếu Dương vọt ra cửa đuổi theo. Khí huyết phụ hồn thuật, chỉ cần khí huyết chưa khô, quỷ hồn sẽ không cách nào thoát khỏi sự đeo bám của khí huyết. Còn mình thì có thể dựa vào khí huyết để truy theo tung tích quỷ hồn. Diệp Thiếu Dương đuổi theo ra khỏi thôn, nhắm hướng tránh bắc mà chạy. Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh cố gắng sức theo sát phía sau. May là trên đường đều là đất bỏ hoang, không có chướng ngại vật, cho nên Diệp Thiếu Dương mới có thể toàn lực thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ, dù ngắn khoảng cách giữa hai bên. Cuối cùng cũng thấy được bóng dáng hai quỷ hồn kia. Đuổi theo chừng 100-200 mét nữa, đột nhiên Diệp Thiếu Dương đứng lại, lấy một thanh kiếm gỗ nhỏ từ bên hông, rồi dùng sợi hồng tuyến quấn quanh thân kiếm 6 lần. Sau đấy dùng ngón giữa bị cắt lúc nãy quét dọc theo thân kiếm. Lục đinh lục giáp, ngự thiền thính mệnh, thiên sư huyết quy, chu diệt tà linh. Niệm xong, ngón giữa búng mạnh, kiếm gỗ bắn nhanh đánh về phía hai quỷ hồn. Mấy giây sau, kiếm gỗ bay đến sau lưng hai quỷ hồn, 6 vòng hồng tuyến đột nhiên tách ra, hóa thành 6 sợi hồng quang đan xen thành lưới, trong nháy mắt đã trùm lên hai quỷ hồn.
Diệp Thiếu Dương một tay kết ấn dựa theo huyết khí, biến trưởng thành chảo kéo về phía sau một cái. Hai con quỷ hồn liền bị kéo đến trước mặt hắn. Mắt thấy sắp thành công, đột nhiên có một trận âm vong nổi lên. Một cái đèn lồng màu xanh lá âm u không biết từ đâu bay đến, đụng vào tấm huyết võng, tức là lưới máu, lập tức bộc phát quỷ khí cường đại, xé rách một lỗ trên huyết võng. Quỷ hồn của Diệp Tiểu Thước buông quỷ hồn Diệp Gia Lượng ra, hướng phía bắc máy bay đi. Cái đèn lồng màu xanh cũng lướt nhanh theo, càng bay càng xa. Trong lòng Diệp Thiếu Dương hoảng hốt, không ngờ lục đinh huyết quy thuật của mình lại bị một con quỷ đèn lồng phá ư. Bất quá vẫn còn bắt được hồn phách của Diệp Gia Lượng. Diệp Thiếu Dương đi nhanh tới, tay kết ấn kéo Diệp Gia Lượng ra. Vốn định bắt lại lúc về rồi tra hỏi, nhưng hắn đảo mắt liền thấy một lỗ thủng to trên trán y. Chắc chắn do quỷ đèn lồng kia trước khi đi đã làm ra. Thế là hắn dùng một tờ linh phù dán vào, cầm máu lại. Nhưng quỷ lực trên người y vẫn không ngừng tản đi. Diệp Thiếu Dương thở dài, quỷ này không thể cứu được nữa. Diệp Thiếu Dương nắm cổ tay y, chuyển cương khí, chỉ hoãn sự tan biến quỷ lực, rồi hỏi rằng: người trả lời ta mấy vấn đề, miễn cho người chết không được nhắm mắt. Diệp Tiểu Thước là người đã giết người. Diệp Gia Lượng nhẹ giọng trả lời: đúng vậy. Tại sao y giết người? Diệp Gia Lượng thở dài: ta có tội với hắn, mấy người chúng ta đều đáng chết, ta chết không oán than gì. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ: mấy người các người là có ý gì? Bọn họ đều sẽ chết, chúng ta có lỗi với Tiểu Thước, chúng ta đều phải chết, một người cũng không trốn được. Giọng của y càng ngày càng nhỏ. Đột nhiên y bắt lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn: không cần điều tra tiếp đâu, người không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng thân thể y chậm rãi tan rã, hóa thành tinh phách bay đi bốn phía. Thật vất vả mới bắt được một đầu mối, ai ngờ cứ thế bị đứt ngang. Diệp Thiếu Dương bực bội, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh chạy đến, sau khi hỏi xong, cả hai kinh ngạc không nói ra lời. Này, Diệp Tiểu Thước muốn đòi mạng, tại sao y thông qua Diệp Gia Lượng kêu cậu tới? Chả nhẽ y không sợ bị cậu bắt à? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Có lẽ là một loại cảnh báo. Đây chính là một giải thích hợp lý nhất mà hắn nghĩ tới. Diệp Tiểu Manh hỏi: thế bây giờ phải làm sao ạ? Trở về hỏi người thân Diệp Gia Lượng ạ? Diệp Thiếu Dương chỉ tay ngay phía trước. Trước mặt chính là Lưỡng Giới Sơn. Không phải cha em nói đạo quan kia ở ngay trong sơn cốc sao? Vừa khéo đến đây, anh thuận tiện đi xem thử, cũng tìm kiếm xem trong cốc này có hang ổ của Diệp Tiểu Thước không. Sau đó hắn dặn dò cô cùng Tiểu Mã trở về tìm người nhà Diệp Gia Lượng, hỏi xem khi còn sống y có bất hòa gì với ai. Còn có những người mà y nói trước lúc hồn phi phách tán, bởi vì có thể cứu được bọn họ hay không đều dựa vào những đầu mối trọng yếu này. Kết quả Diệp Tiểu Manh không muốn về. Đạo quan nằm ở đầu kia của sơn cốc, em sẽ đưa anh đến đấy. Nếu không có người dẫn, anh không tìm ra đâu. Diệp Thiếu Dương hỏi: Diệp Tiểu Thước có thể đang ở trong đấy, em không sợ đấy à? Anh ta... à, anh bây giờ chính là Diệp Thiếu Dương, đâu phải là Dương Đại Ca gì đó đâu ạ. Có anh đi cùng, em có gì mà sợ chứ ạ? Diệp Thiếu Dương gãi đầu: anh đâu phải vô địch. Thế là hắn giao cho Tiểu Mã để cậu ta một mình trở về tra hỏi. Tiểu Mã thì cũng tò mò muốn đi theo, nhưng biết được nơi đấy nguy hiểm, mình đi theo chỉ là gánh nặng. Hơn nữa chuyện Diệp Thiếu Dương dặn dò nhất định phải có người làm. Dù gì mình là đồng tử, lúc cần thiết phải ra sức làm chút chuyện. Thế nên cậu liền trở lại thôn. Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh đi thẳng đến Lưỡng Giới Sơn. Dọc đường đi, trong đầu Diệp Thiếu Dương toàn nghĩ đến việc giết người của Diệp Tiểu Thước, nên một mực im lặng không lên tiếng. Đến khi hồi thần, phát hiện Diệp Tiểu Manh thỉnh thoảng lại nhìn mình một cái, rốt cuộc mất tự nhiên sờ sờ lên mặt. Em nhìn anh làm gì thế? À, nhìn xem tại sao anh là Diệp Thiếu Dương ạ. Diệp Tiểu Manh hé miệng cười, đột nhiên nghĩ đến lúc trước mình không biết thân phận thật của anh ấy, lại khen anh ấy nhiều điều như vậy. Nhất thời trên mặt nóng dần lên, lập tức cúi đầu xuống. Sơn cốc bên trong Lưỡng Giới Sơn yên tĩnh, không một tiếng động, tất cả đều rất bình thường. Nhưng Diệp Thiếu Dương biết chỗ này không phải là tốt lành gì, nên để đề phòng, hắn liền nói với Diệp Tiểu Manh: nếu như có tình huống gì xảy ra, anh bảo em chạy thì phải chạy ngay, tự bảo vệ tốt bản thân mình đấy. Ừ, lúc trước thực lực của em chỉ có thể bảo vệ Dương Thiếu Gia, còn bây giờ anh là Diệp Thiếu Dương, đến lượt anh phải bảo vệ em đấy.
Diệp Thiếu Dương cười. Là Diệp Thiếu Dương hay là Dương Đại Ca thì anh vẫn là anh thôi. Nhưng mà đối với em thì không giống. Đi với nhau trong sơn cốc chừng mấy chục mét, Diệp Thiếu Dương đột nhiên dừng lại. Diệp Tiểu Manh khẩn trương. Có chuyện gì thế ạ? Diệp Thiếu Dương dùng chân đá một chùm cỏ dại trước mặt. Bên ngoài bị hạn hán, cây cỏ đều chết khô, thế mà ở trong này vẫn mọc được bình thường. Em không thấy kỳ quái à? Được hắn nhắc nhở, Diệp Tiểu Manh chú ý tới đám cỏ này. Cô lập tức khom người quan sát tỉ mỉ. Dáng vẻ của loại cỏ này có chút giống với cỏ ba lá, lại mọc khá thưa thớt. Hơn nữa, trong cốc chỉ có một loại cỏ này, không còn loại nào khác. Chương 484, cỏ oan hồn. Diệp Tiểu Manh buồn bực. Đất đai ở đây cũng như bên ngoài, tại sao trong này mới có cỏ mọc nhở? Như vậy chứng tỏ mấy cây cỏ này không cần nước để sinh sống, hoặc nước mà chúng dùng không thuộc về nhân gian. Diệp Tiểu Dương khom người bứt một cọng cỏ, nơi bị đứt lập tức nhớm ra chất lỏng màu đỏ. Hắn lấy tay quệt một hồi rồi liếm thử, sau đấy cau mày. Là vị của nước sông Vong Xuyên. Diệp Tiểu Manh kinh hãi. Không thể nào chứ, nước sông Vong Xuyên sao có thể tới được nhân gian? Vấn đề này ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng không trả lời được. Trong lòng hắn kinh hãi không thôi, lấy tay bóp nát cọng cỏ, lập tức có chất lỏng màu đỏ như là máu chảy xuống, nhìn qua thực sự khiếp người. Diệp Thiếu Dương trầm giọng. Cỏ này gọi là cỏ oan hồn, sinh sống ven bờ sông Vong Xuyên, chuyên hấp thu oán khí quỷ hồn, để cho họ cam tâm tình nguyện qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà. Cỏ oan hồn hấp thu oán khí, tích lũy thêm nhiều năm liền kết thành quả oan linh. Quỷ hồn ăn quả này vào không cần phải chuyển hóa quỷ lực mà trực tiếp tăng cường tu vi. Cho nên ở âm ti luôn có quỷ vương nhất mạch chuyên trông coi dọc hai bên bờ Vong Xuyên, tránh để cỏ oan hồn bị những dã quỷ ăn trộm. Diệp Tiểu Manh nghe anh nói xong ngơ ngác. Ý anh là loại cỏ này mọc ở đây là cho người... À không đúng, cho quỷ hồn ăn á. Thấy hắn gật đầu, cô hỏi tiếp. Nhưng nơi này đâu có oan hồn đi qua, cũng đâu có nước Vong Xuyên, dựa vào cái gì để sống chứ ạ? Anh không biết nữa. Diệp Thiếu Dương nhìn khắp nơi một lượt. Em đừng quên toàn bộ thị trấn đều bị trận pháp áp chế. Bây giờ anh không cảm giác được chút tà khí nào tồn tại, nên chỉ có thể phán đoán sơn cốc chúng ta đang thấy tuyệt đối không phải là dáng vẻ chân thực của nó. Diệp Tiểu Manh nhíu mày, cũng nhìn khắp xung quanh, trong đầu chợt suy nghĩ theo điều hắn nói. Dáng vẻ chân thực của sơn cốc này rốt cuộc là gì chứ? Diệp Tiểu Manh có hơi chột dạ. Thế bây giờ nên làm gì ạ? Đến đây rồi, cứ tiếp tục đi thôi em. Diệp Thiếu Dương nhìn cô cười. Mà biết sợ rồi đấy à? Lúc trước lá gan của em lớn lắm cơ mà. Diệp Tiểu Manh nhún vai, biểu tình bình thường. Trước là do em làm chủ lực nên phải có trách nhiệm gánh vác mọi chuyện. Bây giờ đã biết anh là Diệp Thiếu Dương nên em ỷ vào anh, lá gan nhỏ lại rồi, cứ đi theo anh là được chứ gì. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, không hiểu rõ loại biến hóa tư tưởng này là gì. Càng đi vào sâu, cỏ oan hồn càng mọc nhiều. Hơn nữa nãy giờ Diệp Thiếu Dương chú ý, cỏ oan hồn này mọc chủ yếu ở hai bên bờ một dòng suối đã khô cạn. Trong lòng liền nghi ngờ, nhưng cũng không thương tiếc chút nào mà dẫm lên. Đi được một đoạn dài, quay đầu lại, thấy một loạt dấu chân đỏ như máu, nhìn hết sức giật mình. Diệp Tiểu Manh vừa đi vừa giới thiệu. Năm đó cô đã cùng cha tới đây một lần. Khi ấy sơn cốc bình thường, dòng suối này vẫn có nước, nhưng hai bên bờ thì không có cỏ mọc oan hồn. Dẫu sao nơi này quá hẻo lánh, kế cận lại không có làng xóm gì, bình thường cũng chẳng có ai rảnh tới đây, cho nên loại cỏ này mọc nhiều như thế cũng không ai biết được. Sơn cốc quanh co về phía trước, đi thêm một hai dặm đường, sau khi đến cuối cùng thì đối diện là mảnh đất trống rộng rãi. Ở đó còn có một tòa núi nhỏ đang đứng sừng sững. Diệp Tiểu Manh chỉ ngọn núi đó. Đạo quan kia nằm trên núi, em đã từng lên đấy một lần, không có gì trong đó cả. Hai người đi tới chân núi liền nhìn thấy từng bậc thềm đá. Chúng cứ quanh quanh quẩn quẩn dốc núi mà hướng thẳng lên trên. Diệp Tiểu Manh nói, từ khi phát hiện ra ngọn núi thì đã có những bậc thềm đá này rồi. Diệp Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn thềm đá trải đầy núi, đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Hắn cau mày nghĩ kỹ, linh quang trong đầu chợt lóe lên rồi ngẩn ra tại chỗ. Sau mấy giây đồng hồ, hắn liền vọt tới ven đường, lục tìm trong một đống cỏ khô héo, không nhìn thấy gì cả. Chẳng nhẽ sai rồi ư? Diệp Thiếu Dương cố gắng nhớ lại, so sánh với ngọn núi nhỏ trước mặt, sau ấy tiếp tục tìm trong bụi cỏ. Đột nhiên hắn phát hiện một tấm bia đá đã lún sâu trong đất.
chỉ ngoi lên một chút thì bị cỏ khô che lại. Hắn vội vội vàng vàng ngồi xuống nhổ đám cỏ dại ra, lấy đinh diệt linh từ bên hông rồi đào xung quanh tấm bia đá. Đất bùn khô xốp đào một cái kéo ra cả khối to. Hắn không ngừng đào lên, bia đá cũng dần lộ ra hoàn toàn. Trên mặt bia có một ít vết khắc, dù sơn đỏ đã chóc ra chỉ còn một chút mờ mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra trên đó viết ba chữ triện: Thanh Thiên Quan. Quả nhiên chính là chỗ này. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, thì ra đạo quan trong Thiên Sư Bài thực sự có tồn tại, hơn nữa lại ngay tại quê hương mình. Không những thế mà còn ở trong một sơn cốc đang bị quỷ lộng hành. Diệp Tiểu Manh kinh ngạc hết 10 phần. Ô, quái lạ, Thiếu Dương ca, sao anh biết nơi này có bia đá? Diệp Thiếu Dương kể lại vài ba câu. Diệp Tiểu Manh nghe xong giật mình không thôi. Ngược lại Diệp Thiếu Dương rất tỉnh táo. Không có gì thần kỳ cả đâu, đạo quan này hiển nhiên là của vị Diệp Pháp Thiện kia. Khi về quê hương đã xây lên, sau đấy sử dụng thần thức đem toàn bộ đạo quan chiếu vào trong Thiên Sư Bài. Chẳng qua anh chỉ là không hiểu tại sao ông ấy làm như vậy. Mà có thể nói trong đạo quan này có đồ vật đặc biệt nào đấy. Đứng trầm mặt trước tấm bia đá một hồi, Diệp Thiếu Dương liền mang Diệp Tiểu Manh lên núi. Đi đến trước vị trí sơn môn trong trí nhớ, Diệp Thiếu Dương dừng lại nhìn một chút, không thấy sơn môn đâu. Cũng phải thôi, sơn môn là được làm bằng gỗ, cho dù nó cứng rắn cỡ nào thì trải qua mấy ngàn năm nó cũng phải biến mất, chứ không như tấm bia làm bằng đá kia. Một đường lên đến đỉnh núi, hai người chỉ thấy một ít nền đá và tường đá. Trên đất còn có trải đá xanh, xung quanh cỏ khô mọc đầy. Diệp Tiểu Dương đến trước cửa đạo quan, sau đấy dựa theo trí nhớ mà xuyên qua hai cái sân dài, bước lên 10 bậc thềm đá rồi đi vào đại điện. Bên trong có thể thấy mấy tòa linh đài, nhưng không thấy mấy tượng thần bên trên đâu. Diệp Tiểu Dương nhớ lại mấy lời Diệp Bá nói, cảm thấy có chút kỳ quái. Theo mình nhớ ở đại điện có tượng thần Tam Thanh nữa, tại sao chỉ có tượng của vị Diệp Pháp Thiện kia là tồn tại đến giờ, mà tượng Tam Thanh thì không thấy đâu? Chẳng nhẽ là do chất liệu bất đồng? Tiếp tục dựa vào trí nhớ, Diệp Thiếu Dương đi tới trước linh đài thuộc về vị Diệp Pháp Thiện, đứng trầm mặc một hồi, sau đấy hỏi Diệp Tiểu Manh mới biết cái dương đựng ngọc trần chủ là được phát hiện ở hậu viện của đạo quan. Thế là hắn đi vòng qua đại điện tiến thẳng vào hậu viện. Trong sân có một cây ngân hạnh giả to lớn, cành lá đan xen và rậm rạp. Diệp Tiểu Manh nhìn qua liền thốt lên: "Ơ, kỳ quái quá, hạn hán lâu như thế sao cây này lại còn không chết? Cho dù không chết cũng không xanh tốt đến vậy chứ. Chẳng nhẽ nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi hạn hán à?" Cô vừa nói vừa hái xuống một chiếc lá. Sau khi cầm trong tay, lá cây lập tức khô héo, còn có chất nhờn màu trắng chảy ra. Diệp Thứ Dương ngẩng đầu nhìn tàng cây to lớn, sắc mặt ngưng trọng giải thích: "Đây là âm mộc. Nó sinh trưởng tại cửa khẩu đường Hoàng Tuyền, thấy âm phong liền sinh động, nhắc nhở âm thần đón tiếp quỷ hồn đang tới, cho nên còn gọi là âm tín thụ, ý là thông báo khi có âm khí. Cũng do đặc tính này mà một số pháp sư đã mang nó tới dương gian để trồng, dùng gỗ của nó để dò xét quỷ khí, giống như là lấy ngâm chân thử độc. Vì sống lâu ngày ở dương gian, nó dần thích ứng với khí tức ở đây, rồi phát triển thành loại khác. Đó chính là cây ngân hạnh." Chương 485: Thiên La Địa Võng Trận. Diệp Tiểu Manh chưa từng bái sư nhập môn, không được tu luyện theo hệ thống, nên đối với kiến thức này rất ít biết. Chỉ nghe qua cây có chia ra âm dương, cho tới bây giờ thực sự chưa được gặp bao giờ. Cũng không biết khác nhau ở đâu, lập tức nhìn tán cây. "Nhìn ra đây chính là cây bạch quả, làm sao anh biết nó thuộc âm mộc?" Diệp Thiếu Dương trả lời: "Đơn giản thôi, mà phía nam là dương, phía bắc là âm. Cây của dương gian, trừ phi chưa bao giờ thấy mặt trời, nếu không mặc kệ nó sinh trưởng chỗ nào, tán cây đều hướng về phía nam mà phát triển. Một mặt rậm rạp do hướng về ánh sáng mặt trời, phương bắc thì cành lá thưa thớt, mà mộc thì không thế, hấp thu tinh hoa từ mặt trăng nên phát triển theo hướng ngược lại. Em xem cây này chính là như vậy." Diệp Tiểu Manh dựa theo điều hắn nói lui phía sau mấy bước, hướng tán cây nhìn lại, quả nhiên y chang. Diệp Thiếu Dương cố tình dạy nàng biết nhiều tri thức một chút, nói tiếp: "Bởi vì là dương mộc cùng âm mộc vốn là một loài thực vật, sở dĩ nếu như hoàn cảnh sinh tồn đặc thù, dương mộc có thể biến thành mộc. Nếu như thổ địa hạ hoặc là phụ cận âm khí quá lớn, vượt lên trước âm khí, mất thăng bằng, dương mộc sẽ chuyển tán cây hướng về phía bắc,
Pháp sư có thể căn cứ vào điều này tìm được một vùng đất âm khí tập kết. Diệp Tiểu Manh giữ theo lời hắn nhắc nhở. Đã tại Thiếu Dương ca chỉ bảo. Thế nhưng cái cây bạch quả tại sao lại thành âm mộc ạ? Lẽ nào phụ cận hoặc khi phía dưới gốc cây âm khí quá nặng? Diệp Thiếu Dương dùng chân đã đạp xuống đất. Đỉnh núi trống trải, gió không lên tới đỉnh được. Cho dù có âm khí cũng không đến đỉnh. Vì vậy chỉ có một khả năng, âm khí đến từ trong lòng đất. Diệp Tiểu Manh lập tức nói, không đúng là giếng nước. Nghe cha em nói cái dương kia lúc đấy cũng là bởi vì giếng nước bị đầy tràn mới đẩy nó nổi lên trên mà. Vừa nói vừa theo Diệp Thiếu Dương đi vòng có bên trái của cây bạch quả. Dưới tảng cây thực sự có cái giếng nước, bốn phía dùng gạch xanh xây thành. Miệng giếng tạo thành hình bát giác, phía dưới có lỗ thủng tạo thành nhất cái kênh dẫn nước, vừa lúc hợp với dòng suối nhỏ dưới núi, một đường xuyên suốt trong sơn cốc. Diệp Thiếu Dương ngó vào trong miệng giếng, hướng mặt giếng xuống nhìn kỹ. Giếng rất tối nhưng mà không nhìn thấy đáy. Vì vậy ném một tảng đá xuống dưới, nửa ngày mới nghe phù phù một tiếng, rõ ràng phía dưới có nước. Khắp nơi khô cạn, ở đây có nước à? Diệp Thiếu Dương nhận thấy điều này không thích hợp. Đáng tiếc khắp nơi đều bị trận phá áp chế, không cảm nhận được tà khí ở chỗ nào. Không thể làm gì khác hơn vẽ một đạo thí oan phù dán lên trên miệng giếng, niệm một đoạn chú ngữ. Linh phù cấp tốc biến thành đen, sau đấy dường như bị đốt từ từ cuộn lại. Phía trên chu sa lưu động chảy tới phía trên miệng giếng, lập tức bị bốc hơi lên thành nhất đạo khí hồng, tiêu tán ở trong không khí. Diệp Tiểu Dương đưa đầu nhìn giếng nước cau mày. Ngay cả linh phù đều có thể thiêu đốt, âm khí này cũng đậm đặc quá mức rồi đấy. Diệp Tiểu Manh nói, đi xem một chút nước được không ạ? Diệp Tiểu Dương lắc đầu. Pháp sư phải nhớ nguyên tắc ba nơi không thể vào. Cái này cũng không thể tùy tiện nhảy xuống phía dưới được. Dạ, ba nơi không thể vào là ba nơi nào ạ? Không vào nơi uế sở, không vào nơi đường hẹp, không vào nơi tự cục. Uế sở chính là nơi bẩn, vạn nhất không cẩn thận sẽ bị phá pháp thân, cường thịnh trở lại cũng chơi xong. Đường hẹp thì chính là giống như vậy, sau khi đi vào không thể thi triển thủ thân. Thế nhưng quỷ yêu sẽ xuyên tường xuyên đất, không bị hạn chế. Người ở nơi này theo chân nó liều mạng, còn lớn hơn nữa thần thông cũng không thi triển được, chẳng khác gì đi vào chỗ chết. Còn tử cục chính là âm trận không có đường giải, có thể tăng mạnh tu vi quỷ yêu. Pháp sư sau khi đi vào pháp lực bị hạn chế, không thể đánh bại lại được. Vâng, thế nếu như quỷ yêu vẫn canh giữ ở nơi này, vậy chúng ta phải làm sao ạ? Thì nghĩ biện pháp khiến nó đi ra, khiêu khích nó, hạ nhục nó, lấy roi đánh thi thể, móc lên mộ phần. Chỉ cần có thể khiến nó đi ra, dùng biện pháp gì cũng có thể được. Nếu nó chính là rùa đen rụt đầu, người đi vào đánh không được, giết không chết, vậy nghĩ biện pháp đem phong ấn. Nói chung không phải vạn bất đắc dĩ, không nên liều mạng. Khai quang trước đã em ạ. Chúng ta cứ đi xem trước địa hình, như thế có thể giảm thiểu tỷ lệ tử vong. Diệp Tiểu Manh nghe xong sửng sốt sùng bái. Dạ, trong sách viết như vậy hả anh? Một nửa viết trong sách, một nửa do ta nhiều năm đi bắt quỷ, kinh nghiệm đầy mình. Diệp Tiểu Manh gật đầu cảm kích. Ôi, cảm ơn anh truyền thụ những kinh nghiệm quý báu này cho em nhé. Diệp Thiếu Dương cao cao tại thượng, chỉ vào giếng nước. Phía dưới này khẳng định có tên quỷ hồn, ban ngày không được, buổi tối cũng nhất định sẽ ra. Ta trước tiên đem nó phong ấn lại đã. Thế vậy anh sẽ chờ nó đi ra theo chân đánh nó chứ? Diệp Thiếu Dương trợn tròn mắt. Em đúng là thực sự chán sống rồi. Nếu như đánh không lại được thì làm sao bây giờ? Đến lúc đấy chạy không kịp. Ngược lại đây là xào huyệt của nó, ta có thể từ từ nghĩ cách tiêu diệt nó sau. Nhiệm vụ hôm nay là quan sát sơn cốc, đến lúc đấy nếu như hai mặt thụ địch rất phiền toái. Diệp Tiểu Manh không giải thích được. Sơn cốc à? Đây không phải là quan sát rồi sao? Ở nơi này nhiều oan hồn, nhất định âm khí nặng. Nói không nhầm là một xào huyệt bách quỷ. Diệp Thiếu Dương nói rồi đứng lên quan sát sơn cốc, sắc mặt ngưng trọng. Nhìn qua lại yên tĩnh như thế tuyệt không khoa học. Ba ngày nếu không có chuyện gì, buổi tối tất có dị biến. Diệp Thiếu Dương cởi ba lô xuống, ném bảy cái đinh dài bảy tấc, từ từ cắm xuống bốn phía giếng nước. Sau đấy dùng chu sa hồng tuyến tiền ngũ đế quấn vòng các cây đinh. Cuối cùng ở trên mặt giếng dán bảy tờ linh phù, phù này nối tiếp phù kia. Diệp Tiểu Manh nhìn hắn nhanh chóng hoàn thành hết thảy, kinh ngạc nói, đây chính là trận pháp thiên la địa võng.
Em đã xem qua trong sách, có thể bày binh bố trận, thế nhưng cần nhờ linh phù tác động tới pháp khí mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Phải là tu vi thiên sư trở lên mới có thể vẽ bùa được. Diệp Thứ Dương gật đầu. Chính mình vừa bày trận pháp vừa nói. Tốt xấu chính là nó. Coi như phía dưới là có tà thần, cũng có thể vây khốn nó ít nhất 3 canh giờ, đủ thời gian tối thiểu chạy trốn. Diệp Tiểu Manh có ý bất mãn quyệt miệng. Anh vốn là thiên sư, như thế nào lại không có tự tin? Vốn dĩ chưa có đánh đã nghĩ tới việc chạy trốn à? Diệp Thứ Dương cười. Thiên sư không phải vạn năng em ơi. Đại cô nương à, bắt quỷ không phải dễ dàng như em nghĩ đâu. Ta mà luôn nghĩ như em, chắc không tèo 100 lần cũng ít nhất 80 lần rồi. Sau khi bảy binh bố trận hoàn tất thấy sớm, Diệp Thiếu Dương đi vòng quanh sơn cốc chạy một vòng, không phát hiện ra điều gì. Vì vậy chọn một chỗ bên nham thạch ngồi xuống, quan sát địa thế bên cạnh sơn cốc. Và hiện nơi đây chính là hạc giữa bầy gà, dù sao cũng nhàn rỗi. Thế là giải thích cho Diệp Tiểu Manh. Ở ngọn núi bên cạnh là một cánh đồng hoang vu, ngọn núi san sát liên tiếp, hết đợt này tới đợt khác. Nhưng tương lai chỉ có ngọn núi này nằm đơn độc. Đầu núi cao ngất thế tụ khí, nhưng sơn thế độc lập, trước sau không dựa vào. Không đầu không thành long, không chảo không thành hổ, vô cánh không thành phượng, vô đuôi không thành xà, ngạo nghễ độc lập. Ngẩng đầu hướng đông thế kia, so sánh với thế núi xung quanh, giống như linh hạc rơi bầy gà. Em biết vì sao Diệp Pháp Thiện lựa chọn nơi này xây đạo quan không? Diệp Tiểu Manh mở miệng lắc đầu. Diệp Thiếu Dương đối với phản ứng của nàng hài lòng, hắng giọng đi xuống nói. Cái gọi là tứ đại bảo huyệt, long là hoàng gia dưỡng khí, phượng là thư sinh sơ minh, hổ là tập võ dụng binh, xà vì thương trường thông linh. Những thứ này đều không quan hệ với hạc. Hạc nổi trội bất quần, nhã thiên cao quý được ẩn sĩ yêu thích nhất, linh thú dài đặc của pháp sư, bản thân thần bí, nhưng lại vừa lui tới ở trong biển người. Thật giống như hạc giữa bầy gà. Sở dĩ Diệp Pháp Thiện năm đấy lựa nơi đây xây quan là có ngụ ý. Chương 486 Quỷ thân thích. Diệp Tiểu Manh nghe xong những điều này đầu óc mơ mơ hồ hồ, tuy rằng không hiểu hết nhưng cảm thấy rất cao thâm, dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Thiếu Dương ca, anh đúng là hiểu nhiều biết rộng đấy. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn trời, bộ dáng dương dương tự đắc, hơi hơi mỉm cười. Vẫn là trước những người mới học một chút phép thuật mới tìm được cảm giác sùng bái ngưỡng mộ, chứ với người thường nói rát cổ họng họ đâu có hiểu cái gì. Hai người sánh vai ngồi trên một phiến đá lớn quan sát sơn cốc, rồi nói chuyện vu vơ. Cơ bản đều là cô nương Diệp Tiểu Manh hỏi, Diệp Thiếu Dương trả lời. Sau đấy nàng lại hào hứng kể về bản thân mình. Diệp Thiếu Dương lúc này mới biết được nàng ở Thượng Hải học khoa khảo cổ, học đại học năm thứ hai. Chuyện tiếp theo cũng không có gì thú vị. Diệp Tiểu Manh kể chính mình trong nửa năm đi theo thầy giáo, cùng nhau tham gia một số nơi khai quật cổ mộ. Chẳng may gặp phải cương thi, sau đấy chính nàng dùng pháp thuật chiến đấu và chiến thắng nó. Diệp Tiểu Manh khoác tay Diệp Thiếu Dương. À đúng rồi Thiếu Dương ca, hai ta có quan hệ huyết thống mấy đời ạ? Thiếu Dương ca đang ngồi nghe nàng nói về chuyện bắt quỷ trải qua, đột nhiên hỏi câu như thế sửng sốt một chút. Tôi đâu có biết. Tôi 5 tuổi lên núi làm đạo sĩ, thân thích không nhận ra người nào, tôi cái gì cũng không biết. Diệp Tiểu Manh bẻ ngón tay tính nói. Thế để em tính xem nào. Nghe em nói, ông của em cùng ông anh vốn dĩ là anh em họ, vậy là hai đời. Để chúng ta thì vừa vặn 3 đời, mà có thể là họ hàng gần nữa đấy. Dĩ nhiên là Diệp Thiếu Dương không nghĩ tới hai nhà huyết thống gần vậy. Không trách được ông nội lúc trước đem thân phận tộc trưởng truyền cho Diệp bá. Hướng cô ta cười nói. Không nghĩ tới tôi chính thức là anh trai của cô. Nghe lời này Diệp Tiểu Manh lén lén thở dài, cảm giác như hụt hẫng mất đi cái gì đấy. Ôi Thiếu Dương ca ơi, lòng của muội sao lại nỡ vô tình đến vậy. Hai người ngồi ngây ngô đợi đến trời tối. Tuy rằng là mùa hè, nhưng đỉnh núi có gió lớn nên có chút lạnh lẽo. Diệp Thiếu Dương đang do dự có hay không thể hiện tinh thần nam nhi, đem cởi áo sơ mi cho nàng mặc. Bởi quá như vậy chính mình sẽ phải để vai trần, có phải hay không có điểm thất thố. Hơn nữa vạn nhất bị người khác nhìn thấy, thực sự là có chút mờ ám. Mấu chốt hai người họ vẫn là họ hàng gần, không biết gia tộc đối với sự tình này có cạo đầu bôi vôi, đem tống vào lồng nhốt lợn rồi thả trôi sông hay không.
Nàng miên man suy nghĩ, đột nhiên phía sau chuyển đến tràng âm thanh như tiếng nước chảy, càng ngày càng vang. Nước từ nơi nào chảy tới? Diệp Thứ Dương vội vàng đứng dậy, lấy đèn pin từ trong ba lô, men theo tiếng nước đi tìm. Đi tới bên cạnh giếng nước nhìn xuống, nhất thời thất kinh. Nước đã dâng tới miệng giếng, chỉ còn lại không đến 10 cm. Nơi góc miệng giếng đục cái lỗ hổng, đoán chừng là để dẫn nước tràn ra từ giếng cho chảy xuống dưới núi. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Tiểu Manh nói xong vươn tay nhúng xuống nước, muốn múc một vốc nước lên quan sát. Cái quả ngón tay vừa mới nhúng vào lập tức biến thành xương trắng, sợ hãi kêu lên, vội vàng rút ra. Bàn tay khôi phục nguyên trạng, chỉ là làn da đỏ bừng, có chút đau đớn. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong bao ra một nắm gạo nếp, hai tay cầm lấy tay nàng, dùng sức xoa lên. Gạo nếp lập tức ố vàng, rơi lả tả từng hạt xuống đất. Diệp Tiểu Manh ánh mắt rời khỏi tay mình, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương xoa một lúc nhìn nàng, thế nào, có đau không? Không đau ạ. Diệp Tiểu Manh ánh mắt rời đi, nhìn suối nước, không hiểu là chuyện gì xảy ra nữa. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm, dùng bàn tay múc một chút nước nếm thử, nhíu mày. Đây là nước vong xuyên hà. Hồn phách trước khi đầu thai, nếu là có tham niệm sân si muốn đầu thai, phải trầm mình xuống vong xuyên hà để có thể tẩy đi trần niệm. Người sống không được chạm vào. Nhưng tại sao anh lại không có việc gì thế? Tôi là thiên sứ, tất nhiên là không bị sao rồi. Diệp Thiếu Dương sắc mặt ngưng trọng nhìn giếng nước lẩm bẩm. Giếng nước này phía dưới chẳng nhẽ có đường nối liền tới âm ti. Nếu không làm thế nào đem nước vong xuyên hà dẫn lên đây? Tuy rằng không biết nguyên do, nhưng hắn đã ý thức được thực sự phiền toái, vô cùng phiền toái. Mỗi một chuỗi tiếng kèn sona thổi tới, từ sâu trong sơn cốc truyền đến. Hai người thoáng chút giật mình. Nơi này là vùng đất hoang vu dân dã, lại là buổi tối, ai tới nơi này thổi kèn đám tang? Diệp Thứ Dương bước nhanh đi tới bên mép vách núi, hướng sơn cốc nhìn lại, tức khắc ngơ ngẩn. Trong sơn cốc không biết từ khi nào bắt đầu xuất hiện những con quỷ đèn lồng, tỏa ánh sáng xanh leo lét. Cứ cách hơn 10 mét lại có một con, kéo dài một đường từ trong sơn cốc mà đi ra, càng lúc số lượng càng nhiều. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới ban ngày, cái con quỷ đèn lồng đột nhiên xuất hiện, chỉ một đòn có thể phá chú pháp của mình. Trong lòng lo sợ không yên, hướng Diệp Tiểu Manh. Tôi đi xuống xem, đợi lát nữa vạn nhất phát sinh tình huống như thế nào, cô theo sát tôi. Nếu tôi đấu không lại, cô ngay lập tức chạy đi, nhớ chưa? Hai người theo thềm đá một đường xuống núi. Còn chưa xuống chân núi, liền thấy hai cái hắc ảnh hướng về phía trước đi tới, thỉnh thoảng dừng lại. Sau đấy chiếc đèn lồng liền sáng lên. Dựa theo ánh đèn lồng phát ra, Diệp Thứ Dương thấy hai thôn dân mặc quần áo thanh niên, một trái một phải. Đi một đoạn liền bắt tay chọc vào bụng, móc ra cái đồ vật giống như cái đèn lồng. Chúng thở một hơi, đèn lồng sáng lên từ ánh sáng xanh. Tiếp đến chúng treo lên các nhánh cây ven đường. Diệp Tiểu Manh đây là lần đầu tiên gặp loại sự tình quái đản, không nhịn được sợ hãi, bắt lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương. Đây là con quỷ đúng không? Chúng nó đang làm cái gì thế? Thật là chỉ có quỷ mới biết được thôi. Diệp Thiếu Dương xoay người đi xuống thềm đá. Chúng ta là tới quan sát tình huống, không cần phát sinh xung đột, vòng qua thôi. Vì thế Diệp Thiếu Dương dẫn theo Diệp Tiểu Manh từ trong bụi cỏ vòng xuống, hướng lối vào sơn cốc di chuyển. Đi tới vị trí tấm bia đá, Diệp Thiếu Dương thấy phía trước nhiều bóng người, ra hiệu bảo Diệp Tiểu Manh ngồi xổm, ẩn thân ở trong bụi cỏ tập trung quan sát. Dựa theo ánh sáng xanh của quỷ đèn lồng, có thể nhìn thấy bóng người không ngừng từ trong sơn cốc đi tới đi lui. Có kẻ đi tới bên cạnh dòng suối, ngồi xổm xuống uống nước bên dòng suối, giống hệt lũ động vật uống nước. Còn nào con nấy đều tham lam uống nước, phát ra những tiếng ừng ực ừng ực. Một màn này so với quỷ đèn làm cho người ta sợ hãi nhiều hơn. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được Diệp Tiểu Manh nắm chặt cánh tay mình, lại thấy cô ta nói khẽ, Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương biết cô muốn hỏi cái gì. Vong xuyên thủy sau khi bị quỷ hồn dùng để tẩy rửa thân thể sẽ lưu lại oán khí, nếu có quỷ uống vào sẽ gia tăng tu vi, nhưng oán khí cũng sẽ gia tăng, khó có thể siêu độ. Mà quỷ này lại đi uống vong xuyên thủy để tu luyện. Này, thế nhiều quỷ như vậy là từ đâu tới? Chẳng nhẽ từ âm phủ đi lên à? Không, nếu tới từ âm phủ rồi, cơ bản không có khả năng trở lại dương gian. Nếu tính là hồi hồn hoặc là thăm người thân, cũng không có khả năng một lần xuất hiện nhiều quỷ như vậy. Diệp Thiếu Dương nói rồi tập trung quan sát bọn chúng, thì phát hiện những con quỷ này quần áo giống như của người sống, chỉ là có chút hơi đơn sơ,
có phần giống trang phục của người nông thôn, liền nghĩ đến một loại khả năng, chẳng nhẽ đều là người chết gần đây, quỷ hồn không có đi âm phủ đều ở lại chỗ này à? Vì cái gì lại có nhiều như vậy? Nỗi nhiên cảm thấy sau đầu có luồng âm phong, Diệp Thiếu Dương vội vàng kéo Diệp Tiểu Manh lắc mình một cái, chỉ thấy trước mặt một bóng đen lóe lên, một con quỷ hồn hướng về vị trí mình vừa đứng nhào tới tóm hụt, nên con quỷ lại xoay người đuổi theo. Chương 487: Quỷ Tiên Thôn. Diệp Thiếu Dương hai ngón tay vân vê một tấm linh phù. Dám bước thêm một bước, lập tức hồn phi phách tán. Quỷ hồn quả nhiên đứng lại, hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi là ai? Sao lại xông vào Quỷ Tiên Thôn của chúng ta? Quỷ Tiên Thôn? Diệp Thiếu Dương nhắm mắt quan sát. Đó là một con quỷ nam trung niên khoảng 40 mấy tuổi. Từ quần áo mà suy đoán, lúc trước hắn là một người nông dân. Lại thấy từ trên người quanh quẩn lớp ánh sáng màu xám, Diệp Thiếu Dương khẳng định nó là một con lệ quỷ. Hơn nữa trình độ không yếu, hắn đang muốn bắt lại để hỏi cho ra nhẽ. Diệp Tiểu Manh đứng bên cạnh đột nhiên thất thanh kêu lên: Tam thúc, thật là tam thúc! Con quỷ kia vừa nghe cũng sửng sốt, trợn to mắt, mê man nhìn Diệp Tiểu Manh. Là cháu đây, Tiểu Manh đây mà, tam thúc ạ, người không phải chết rồi, sao lại ở đây? Con quỷ kia liếc nàng một cái từ trên xuống dưới, sắc mặt vui vẻ, nhếch miệng cười. Tiểu Manh đấy à, 10 năm không gặp, người lớn như thế rồi, cha mẹ người còn có khỏe không? Dạ vẫn khỏe ạ. Tam thúc giang hai tay, lại đây đến gần đây, nhanh để tam thúc nhìn kỹ ngươi một chút nào. Diệp Tiểu Manh sắp sửa chạy tới, Diệp Thiếu Dương liền kéo nàng lại. Cũng muốn chết đấy à? Chuyện này, ông ấy là tam thúc của tôi, là người thân ruột thịt của tôi. Nhưng bây giờ hắn là quỷ rồi. Tam thúc rít một tiếng. Quỷ thì đã làm sao? Ta một ngày chưa đầu thai, nó chính là cháu gái ta thêm một ngày. Ta là thúc, có khi nào hại cháu ruột mình? Diệp Tiểu Manh lập tức nói. Tam thúc à, đây là Thiếu Dương ca, cũng thuộc Diệp gia chúng ta, là người ngày trước đi đến Mao Sơn Tông tu luyện ạ. Tam thúc ngẩn ra quan sát Diệp Thiếu Dương. Người là con trai Diệp Binh. Thời đối phương nhắc tới tên cha mình, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành gật đầu. Tam thúc lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười. Hóa ra người một nhà. Lúc người 3 tuổi ta còn bế ngươi nữa cơ. Dĩ nhiên cũng lớn như vậy rồi. Thời gian trôi đúng là nhanh thật. Diệp Thiếu Dương đối diện cái con quỷ có nhân tính này cảm thấy bó tay bó chân. Tục ngữ có câu, không giơ tay lên đánh vào khuôn mặt tươi cười. Người ta đang có ý nhận họ hàng, mình cũng không thể trực tiếp ra tay. Vì thế đổi kế hoạch, không động thủ thì động khẩu. Tam thúc, ngươi không phải đã chết lâu rồi sao? Thế nào lại ở chỗ này mà không đi vào luân hồi chuyển kiếp? Tam thúc cười nói. Sau khi ta chết đã ở nơi này được 10 năm. Đúng rồi, các ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai thuận miệng. Ta nghe nói có chuyện ma quái tới xem một chút. Ngươi vừa rồi vì sao muốn đánh ta? Quỷ Tiên Thôn không cho người sống tiến vào, trừ phi... Tam thúc con người khẽ chuyển vẫy tay. Đi thôi, các ngươi nếu đã đến theo ta đi về nhà. Tam thẩm của các ngươi đang ở nhà đấy. 10 năm chưa nhìn thấy người thân, bà ấy nhất định sẽ vui mừng. Diệp Anh lúc này cũng hiểu ra, chần chờ nhìn Diệp Thiếu Dương. Nàng đã coi Diệp Thiếu Dương là người đứng đầu, còn mình đi theo phía sau, nên tiến hay lùi phải tùy theo ý hắn. Giật nhanh, Diệp Thiếu Dương quyết định tiến vào. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, mặc kệ cái con quỷ vốn là tam thúc này có là ý định gì. Vừa lúc mượn cơ hội trà trộn Quỷ Tiên Thôn để điều tra rốt cuộc là có cái gì mờ ám. Ngay vị trí cửa cốc đập vào mắt là một cái đền thờ, trên có viết ba chữ màu máu đỏ rực cực lớn: Quỷ Tiên Thôn. Cái thứ này ban ngày rõ ràng không có, Diệp Thiếu Dương hoài nghi là quỷ biến hóa mà thành. Hai người đi sau lưng tam thúc theo sơn cốc đi tới, dọc đường nhìn vào mười mấy người hoặc ở bên dòng suối uống nước, hoặc chui vào những bụi oan hồn thảo nhặt nhặt tìm tìm, rồi bỏ thứ gì đó vào trong miệng nhai rau ráo. Tam thúc cũng cúi xuống, từ một khóm oan hồn thảo nhặt lên mấy thứ đưa cho Diệp Thiếu Dương. Nếm thử đi, món này ngon lắm. Diệp Thiếu Dương nhìn một cái định thần nhìn lại, kết quả đây là một trái cây có khuôn mặt trẻ con, không ngừng làm ra các loại biểu tình, nhìn qua rất là quái dị. Oán linh quả, quỷ ăn có thể tăng một năm tu vi. Diệp Thiếu Dương đem trái cây bỏ vào tay trả về cho tam thúc. Chúng ta là người, ăn sẽ chết, người tự mình ăn đi. Tam thúc cười. Rốt cuộc đúng là người có học pháp thuật Mao Sơn, đúng là hiểu biết nhiều.
Dọc theo đường đi gặp phải vài con quỷ, Diệp Thiếu Dương lần lượt nhìn lại. Tất cả bọn chúng, quỷ thân đều lượn lờ quỷ khí màu đỏ, màu xanh. Rõ ràng chỉ ít đều là đẳng cấp oán linh. Trong số ít giống Tam Thúc đều là lệ quỷ. Chết đi 10 năm, tu thành lệ quỷ thực sự không dễ dàng. Đây đương nhiên là do thời gian dài ăn oán linh quả cùng uống nước vong xuyên hà. Lúc này một đội quỷ hồn từ phía trước đi tới, dẫn đầu một con quỷ đầu đội mũ, thân khoác áo choàng đen, chân đi giày vải màu đen, tay phải cầm một cái roi làm từ lông đuôi chim, tay trái đỡ một thẻ bài. Ánh sáng xanh từ quỷ lồng đèn phản xạ hai chữ to màu vàng: Hắc Dạ Tuần. Ngay ngắn đi sau lưng nó là hai hàng quỷ tốt. Hắc Dạ Tuần. Diệp Manh kinh hãi, tuy là chưa từng nhìn thấy, nhưng nàng đã xem trong tư liệu. Âm phủ có hai vị quỷ tiên chia nhau đi tuần ngày và đêm, gọi là Hắc Bạch Vô Thường, địa vị gần với hai vị tướng quân Ngưu Đầu Mã Diện. Dĩ nhiên không ngờ lại gặp được ở đây. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương không phản ứng chút nào. Hắc Vô Thường nhìn thấy bọn họ lập tức đứng lại, thập phần uy nghiêm thốt ra một tiếng: Tam Thúc lập tức cung kính chạy đến, ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì đấy. Hắc Vô Thường sắc mặt hỏa hoãn, lại chăm chú đánh giá Diệp Thiếu Dương, hướng Tam Thúc nói: Ta sẽ ghi hận công lao của ngươi. Sau đó dẫn dắt đám quỷ tốt từ bên cạnh hai người Diệp Thiếu Dương mà đi qua. Diệp Manh thừa dịp Tam Thúc ở phía trước dẫn đường, thấp giọng hỏi Diệp Thiếu Dương: Hắc Vô Thường tại sao ở chỗ này? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nàng: Ai nói cho em biết nó là Hắc Vô Thường? Nó là giả đấy. Diệp Manh sợ hãi quay đầu liếc nhìn đội quỷ tốt rồi nói: Làm sao em biết là giả? Có cái gì không đúng à? Nhìn lướt qua tất cả đều là đúng. Giả bộ rất giống. Hơn nữa bởi trận pháp ức chế khí tức, ta không cảm giác khí tức trên người nó, khó phân biệt được giả thật. Thậm chí chỉ cần một điểm là đủ để biết nó là giả rồi. Diệp Thiếu Dương nhún vai cười nói: Nó không có chủ động bắt chuyện với ta. Diệp Mai ngây ngốc nhìn hắn, ánh mắt từ từ lộ sùng bái. Càng đi về phía trước không xa, dòng suối hai bên xuất hiện từng tòa nhà. Tất cả đều chỉ là có một gian, nhìn qua như làm từ cỏ tranh, rất đơn sơ. Mọi nhà cửa trong phòng mở rộng, có người già ngồi trên ghế phơi nắng, có người lại nói chuyện phiếm, thậm chí có người chơi bài tú lơ khơ. Từ một ván bài giữa các quỷ hồn trôi qua, một ván đánh xong, một con quỷ bị thua ở bên cạnh ồn ào. Tay trái đưa tay phải ra ba ngón, nhẹ nhàng bẻ một cái, đem ngón tay vứt xuống, không tình nguyện giao cho người thắng. Trước mặt người thắng rốt cuộc có không ít ngón tay quỷ. Diệp Manh vô cùng kinh ngạc: Chuyện này là sao? Những lời này bị Tam Thúc nghe được cười nói: Ngón tay quỷ sau khi bẻ gãy chỉ cần một tháng có thể mọc lại. Còn kẻ thắng có thể đem những ngón tay đó đi gặp tiên nương đổi lại ít đồ. Những thứ đấy đối với oán linh mà nói quả thực rất tốt. Diệp Manh nói: Tiên nương là ai? Tam Thúc cười: Ta sẽ nói cho ngươi biết sau, đi thôi. Trên đường còn gặp phải một số người cùng Tam Thúc chào hỏi, cách chào hỏi cũng như người trên dương gian. Diệp Thiếu Dương một đường để ý những thứ mặc trên người quỷ hồn, phát hiện đều rất phổ thông, quần áo cũng hơn nửa là giống lúc còn sống. Có con thì mặc áo niệm, rõ là sau khi chết nhập liệm. Cũng có các loại quần áo thường, quần áo lao động, loại này hơn phân nửa là đột nhiên tử vong. Còn có một con mặc quần áo cầu thủ bóng đá, trên lưng ghi số 23. Đột nhiên Diệp Manh dùng khuỷu tay thọc một chút vào người Diệp Thiếu Dương, hướng nữ quỷ đối diện đi tới bĩu bĩu môi. Chương 488: Quỷ sinh con. Diệp Thiếu Dương đảo mắt nhìn, cho thấy một nữ quỷ tầm 20 mấy tuổi, nhìn qua không gì khác biệt ngoài trừ cái bụng bị phồng lên. Hắn bỗng nhiên ngẩn ra, chăm chú nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy giống người phụ nữ đang mang thai. Diệp Tiểu Manh thấp giọng: Chẳng nhẽ là Di Phúc Quỷ Tử à? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu: Di Phúc Quỷ Tử là quỷ mẹ sinh ra con khi ở trong quan tài, chứ không phải chết rồi thành quỷ, còn mang cái bụng bầu như thế kia nữa. Trường hợp này ta nghĩ là ý kiến dễ với quỷ khác dẫn tới có thai. Diệp Tiểu Manh nghe vậy ngẩn ngơ, miệng khe khẽ: Có thai với quỷ? Trong những tài liệu sách sử nàng đọc qua, trần sao âm vậy, từ đó suy ra người có ABC thì quỷ có XYZ, tất nhiên vẫn phải một nam một nữ, sẽ có tỷ lệ nhất định sinh ra quỷ con. Như là tình huống này, tỷ lệ phát sinh là cực nhỏ,
bởi vì đại bộ phận quỷ sau khi chết sẽ đi đến âm phủ liền, coi như là cô hồn dã quỷ không muốn siêu sinh cũng cực hiếm chuyện kết đôi với nhau, việc sinh ra quỷ con còn hiếm hoi hơn nữa. Này, em đã nghe qua truyền thuyết quỷ sinh con, trên đời thực sự có loại chuyện này ạ? Diệp Thiếu Dương chậm rãi hít một hơi. Quỷ con là do oán khí của hai con quỷ kết sinh mà thành, căn bản không tính là một sinh linh, trong sổ sinh tử cũng sẽ không ghi tên nó. Nói ngắn gọn, nó cùng tà linh không khác nhau là mấy. Đối với chuyện việc quỷ sinh con là điều tuyệt đối cấm. Nếu cố tình sinh ra, một khi phát hiện, tất nhiên bị tru diệt nguyên thần, vạn kiếp không thể siêu sinh. Bởi vậy khả năng xảy ra chuyện này đã nhỏ, càng nhỏ hơn. Chính là khi hai người đang nói chuyện, từ bên cạnh lại đi tới một cái nữ quỷ, mà con quỷ này bụng to không kém con lúc nãy. Thấy nó tiến lại gần, Tam Thúc cùng nó cất tiếng chào hỏi. À, được mấy tháng rồi, trộm vía, to thế này chắc sắp sinh rồi nhỉ, chúc mừng nha. Nếu một con quỷ hoại thai còn có thể giải thích là chót lỡ vỡ kế hoạch, nếu xuất hiện trường hợp thứ hai, câu chuyện liền có gì đấy sai sai. Diệp Thứ Dương liếc nhìn cái bụng hai nữ quỷ, trong đầu miên man suy nghĩ càng thấy hoảng sợ. Cái nơi gọi là quỷ tiên thôn này xem ra không phải là một cái bách quỷ xào đơn giản. Đây rốt cuộc là cái nơi quỷ quái gì, như thế sẽ có nhiều sự tình quái dị như vậy. Cuối cùng Tam Thúc dừng chân ở trước một gian phòng, đẩy cửa đi vào, trong miệng hưng phấn. Lão bà, có người thân tới thăm này. Tiếng nói của nữ nhân vang lên. Ai à, là Quyên Tử hay Lệ Lệ? Đều không phải đâu, là người thân đến từ nhân gian. Tam Thúc tiếng nói nhỏ dần, sau đấy hai vợ chồng thì thầm với nhau vài câu nghe không rõ ràng lắm. Một lát sau Tam Thúc đi ra trước cửa, hướng Diệp Thiếu Dương hai người cười nói. Xin lỗi phải đợi lâu nha. Tam thẩm của các ngươi vừa thay quần áo, vào đi. Diệp Thiếu Dương không có lời nào để nói, cái cảm giác này giống như đi thăm người thân nhân gian vậy. Hai người để hắn đi vào trong phòng, một người mặc sườn xám nữ nhân lập tức chào đón, lúng đồng tiền như hoa nhìn hai người, thân mật kéo tay Diệp Tiểu Manh. À, Tiểu Manh đấy à, nhiều năm rồi không gặp cháu, giờ trở thành một đại cô nương xinh đẹp thế này, có nhớ Tam thẩm không? Diệp Tiểu Manh biết rõ nàng là quỷ, nhưng dù sao cũng là họ hàng gần, hơn nữa đối phương nhiệt tình như thế, chính mình thực dễ dàng tiếp nhận, gật gật đầu, nhìn từ trên xuống. À, Tam thẩm à, vẫn xinh đẹp như xưa, lại diện bộ trang phục này thì đúng là tuyệt vời ạ. Cháu thực không nghĩ tới có ngày được nhìn thấy thẩm ạ. Đây là của anh họ ngươi đốt cho ta, ta ngày thường luyến tiếc không dám mặc, ta cũng không ngờ có ngày gặp cháu ở đây. Ta vẫn nhớ cháu là con gái của bác cả. Còn vị này chính là Diệp Thiếu Dương hả? Mau tới đây ngồi. Mà vừa nói vừa vươn tay đem Diệp Thiếu Dương kéo đến bên người ngồi xuống, bắt đầu hỏi thăm. Ngươi là không nhớ rõ ta, ngươi khi còn nhỏ uống sữa của ta vài lần rồi đấy. Diệp Thiếu Dương không tự chủ nhìn vòng một bự tràng của bà ta, thật muốn hỏi một câu khi đấy bà đã chết chưa, nếu chết rồi chả nhẽ mình uống sữa của quỷ từ lúc nhỏ. Tam thẩm đột nhiên thở dài có chút thương cảm. Ngươi khả năng không biết là ta ở cùng thôn với bà ngoại nhà ngươi, ta cùng mẹ ngươi từ nhỏ cùng nhau đi học, lớn lên bên nhau trở thành chị em tốt, đáng tiếc mười mấy năm rồi không gặp. Tam Thúc để cho bọn họ tùy ý nói chuyện, còn chính mình đi ra ngoài tìm những người họ hàng Diệp gia gọi tới cho đông đủ. Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh bất đắc dĩ nhìn nhau, vốn là tới đây điều tra, kết quả tự nhiên biến thành nhận thân. Pháp sư cùng quỷ nhận họ hàng, loại cảm giác nói ra đúng là kỳ quái. Diệp Tiểu Manh tầm mắt dừng ở Tam Thẩm hơi phồng phồng trên bụng nhỏ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì cả kinh nói. Tam Thẩm, bụng của người... À, ta đang mang thai. Tay thẩm đưa vuốt vuốt cái bụng. Mấy tháng nữa có thể sinh. Diệp Thiếu Dương nhịn không được nhắc nhở. Thẩm là quỷ mà. Đúng, quỷ ở nơi này tất cả đều muốn sinh con, cũng không có gì khó khăn, dù sao chúng ta không phải nuôi chúng mà. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Dạ, không phải nuôi dưỡng, vì cái gì muốn sinh ra chúng? Tam thẩm nói. Ngươi cho rằng chúng ta lại đây là ăn chùa ở chùa à? Muốn ở lại quỷ tiên thôn phải không ngừng sinh con, đem quỷ đưa cho tiên nương, tiên nương sẽ còn khen thưởng quỷ hà sa cho chúng ta ăn nữa. Nhắc tới quỷ hà sa, Tam thẩm không tự chủ thèm chảy nước miếng, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Diệp Thiếu Dương phát hiện đầu lưỡi bà ta là màu trắng. Quỷ hà sa, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói ở trần gian, đoạn rơi nối với cuống rốn của thai nhi
kêu nhau thai quỷ hạ xa, phải chăng chính là đoạn cuống rốn của quỷ con? Những con quỷ ở nơi đây sinh ra quỷ con để đổi lấy cái thứ quỷ quái này. Diệp Tiêu Dương nháy mắt có điểm hỗn độn. Hắn là thiên sư, các chuyện quỷ quái khủng bố ly kỳ người khác chưa thấy qua, hắn đều gặp qua. Nhưng là từ khi tiến vào quỷ tiên thôn tới nay, cảm giác trong nháy mắt mình chính là một người mới tập tễnh bước vào giới pháp thuật. Chứng kiến hết thảy đều là vô cùng quái đản, tức khắc cảm thấy cả người không tốt. Diệp Tiểu Manh hỏi: "Tam thẩm, tiên nương là ai?" Nhắc tới tiên nương, Tam thẩm lập tức thu hồi tươi cười mang theo cung kính. "Tiên nương là thần tiên, là nàng sáng tạo quỷ tiên thôn. Ngày ấy cư mang dã quỷ chúng ta, còn cung cấp vong xuyên thủy cùng oán linh quả cho chúng ta tu luyện. Chúng ta cách duy nhất để tồi báo chính là sinh con cho nàng. Còn nàng đem quỷ hà sa cho chúng ta, đó chính là thứ bảo bối tốt nhất. Dù một lần tu vi tăng lên một tầng." Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm hỏi: "Cái kia tiên nương à, muốn quỷ con để làm gì?" "Quỷ con thì đương nhiên dùng để ăn rồi." "Tiên nương ăn quỷ con tu vi tăng tiến, mới có đầy đủ tu vi để duy trì quỷ tiên thôn tồn tại." Thấy Tam Thẩm dứt khoát trả lời như vậy, Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh nhìn nhau, đều là khiếp sợ không thôi. Ăn quỷ thai, loại sự tình này Diệp Thiếu Dương căn bản không nghe nói qua, nhưng có thể khẳng định đây là một loại phương thức tu tà. Tiên nương này không biết lão quỷ từ đâu ra, dù sao không phải là thần tiên gì cả. Diệp Thiếu Dương còn định hỏi tiếp, lúc này cửa bị đẩy ra, Tam Thúc mang theo mấy cái quỷ hồn đi đến. Nam nữ già trẻ đều có, vừa vào cửa liền nhiệt tình cùng Diệp Thiếu Dương hai người chào hỏi, mừng rỡ giống như là người thân lâu ngày gặp mặt. Có một cái lão nhân tiến lên vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương: "Cầu Nhi, có không nhận ra ta sao?" Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú, có chút quen mặt, thực mau nhớ tới Phúc Bá. Phúc Bá là hàng xóm nhà mình, một lão già độc thân vui tính, từ khi còn nhỏ gặp mặt tương đối nhiều, bởi vậy rất có ấn tượng. Phúc Bá mười phần hưng phấn cùng hắn bắt tay. Từ trong ánh mắt lão, Diệp Thiếu Dương nhìn ra đây là một loại chân thành vui sướng, không phải ngụy trang mà ra. Mặt khác, mấy cái thân thích cũng giống nhau. Tuy rằng rất nhiều người chưa thấy qua, nhưng là nghe nói người thân trên dương gian trước kia cũng đều khát thường, hưng phấn nhiệt tình. Chương 489: Đám cưới ma. Hàn huyên trong chốc lát, mọi người ở trong phòng ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương cũng có chút kích động nhìn quanh mọi người. "Đều là người thân thích trong gia đình, ta hy vọng các người không giấu ta. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Các người không phải đều đã chết sao? Tại sao ở đây, cái nơi quỷ tiên thôn này rốt cuộc là làm sao sinh ra?" Mọi người cùng nhau nhìn lại, sau đấy đề cử Phúc Bá lên tiếng. Tuy lán làm quỷ thời gian không nhiều so với mọi người hơn bao nhiêu, thế nhưng dù sao tất cả mọi người không có đầu thai, bình thường cùng một chỗ sinh hoạt, nên thống nhất dựa theo ngôi thứ ở dương gian mà phân biệt trên dưới trước sau. Phúc Bá ngẫm lại nói: "Từ đâu tới đây? Chúng ta đại bộ phận là chết bởi tai họa lũ lụt, lúc đấy cũng không có quỷ xa đến câu hồn, trở thành cô hồn giã quỷ. Sau ấy qua mấy ngày, ta bị tiên nương phá người đưa tới nơi này. Cái quỷ tiên thôn này là nàng dùng tiên pháp bố trí để thành. Chúng ta sống ở trong gian phòng gọi là động phủ. Ba ngày cái thôn này bị ẩn đi, khi đó chúng ta liền vào động phủ tu luyện, buổi tối chúng ta mới ra ngoài hoạt động. Tiên nương giúp mỗi người chúng ta trở thành quỷ tiên vị. Tất cả chúng ta đều là quỷ tiên, mỗi ngày uống vong xuyên thủy, ăn oán linh quả. Quả thực quá hạnh phúc mà. Đến hết thảy đều là tiên nương ban cho ta đấy." Đi đến phía đối diện vách tường, Diệp Thiếu Dương lúc này nhìn thấy trên tường có điện thờ, bên trong thờ phụng một vị giống tôn thần. Phục Bá từ điện thờ đi tới, cầm lên nén nhang thổi vào một luồng quỷ khí, cái nhang sáng lên một màu xanh biếc, sau đấy cắm vào trong lư hương. Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn lại, thần tượng đại khái là làm bằng gỗ, ngũ quan mơ hồ, căn bản không thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể nhìn được là nữ nhân mặc váy dài, tay cầm một cái tịnh bình, nhìn qua có cảm giác giống Quan Thế Âm. Diệp Tiểu Manh cầm lấy cánh tay Tam Thẩm: "Ta nhớ được, người không phải chết vào thời lũ lụt xảy ra, người là chết sau đó nửa năm, lại còn dùng khí than để tự sát kia mà." Tam Thẩm cười hướng Tam Thúc nói: "Ta thực ra cũng không phải tự sát, là Tam Thúc hại chết ta. Hắn đem ta đến nơi này, ngay từ đầu ta không muốn ở nơi này đâu, sống tại đây một thời gian mới biết đây thực sự là một nơi để sống cực tốt.
Tam thúc ngươi cũng là vì ta mới dẫn ta tới. Ở đây làm quỷ tiên vô lo vô nghĩ, có vợ có chồng, sướng hơn ở dương gian vạn lần. Tất cả những người ngồi trong buổi nói chuyện gật đầu tán thành. Phúc Bá nói, chúng ta vốn là những người phàm, lúc còn sống cũng tích được chút phúc đức, sau khi chết cũng không dám cầu trở thành thần. Có thể ở nơi này làm quỷ tiên cũng đã vượt xa nỗi khổ của lục đạo luân hồi rồi. Quỷ tiên? Diệp Thiếu Dương cười nói, các người đã trở thành quỷ tiên từ lúc nào? Phúc Bá từ trong túi lấy tấm gỗ, vui vẻ nói, Đây chính là quỷ bà tiên nương lấy từ âm ti cho chúng ta, đã được vào trong sổ sách, đây chính là phúc phận lớn mới có được đấy. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn hắn, quỷ bài đương nhiên là giả, nhưng hắn lúc này không muốn vạch trần, hỏi Tam Thúc một vấn đề. Vì sao người chỉ đưa Tam Thẩm đến, không có đem theo con trai người qua đây? Tam Thúc thở dài, tiên nương chỉ để chúng ta dẫn bạn đời qua đây, không cho phép chúng ta đưa thêm thân nhân khác tới. Dù sao nơi này cũng hữu hạn, mấy năm gần đây người chết không ứng tiến vào đã rất nhiều rồi, đất trống ngày càng ít mà. Diệp Thiếu Dương nghe lời rất là buồn bực. Vậy tại sao cho phép người đưa Tam Thẩm qua đây? Tam Thúc nhìn thê tử cười, đương nhiên vợ chồng ở cùng một nơi, cùng lên kế hoạch sinh ra lũ con quỷ cùng phụng tiên nương rồi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới Phúc Bá là một người độc thân. Phúc Bá lúng túng cười, chúng ta ở nơi này thường sau một thời gian sẽ đón bạn đời tới, nếu sau nửa năm vẫn còn độc thân, tiên nương trực tiếp tiến hành ghép đôi. Diệp Thiếu Dương nghe xong kinh hãi không thôi, như thế nào lại có chuyện sự tình này? Lẽ nào đây chính là miền đất hứa trong chuyện à? Tam Thẩm lôi kéo cánh tay Diệp Tiểu Manh, các người nếu đã vô tình tới đây, đừng đi đâu nữa, ngàn vạn lần chớ bỏ qua cơ hội này. Diệp Tiểu Manh kinh hãi, Tam Thẩm, người có ý gì? Người muốn giết ta? Ai mà không phải chết? Tam Thẩm tỏ ra là người từng trải giảng giải, đây chẳng qua là một bộ túi da, người sau khi chết tiến vào lục đạo luân hồi sẽ phải chịu nhiều thống khổ. Các người ở lại đây sẽ giống chúng ta hiện nay, thành quỷ tiên, sống cuộc sống bất tử mà. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, hắn sớm nghĩ tới những người này vốn là có chủ ý ấy. Chuyện này... Diệp Tiểu Manh nhất thời không biết làm sao, tùy tiện lấy cớ. Cháu còn chưa kết hôn, ở cái này cũng vô dụng, các người ở đây đều là phu thê, cháu vốn độc thân muốn lưu lại nơi này cũng không có tư cách ạ. Tam Thúc nghe thấy thế cười rộ lên, chỉ Diệp Thiếu Dương. Hai người đây không phải là vừa lúc sao, trai tài gái sắc, tuổi tác tương đương nhau, ở cùng lại đi, kết thành phu thê theo chúng ta làm hàng xóm. Diệp Tiểu Manh nhất thời đỏ mặt cúi đầu. Tam Thúc à, người nói cái gì thế hả? Chúng ta vốn là anh em họ hàng gần nhau, làm sao có thể? Hai người chết rồi, quan hệ này tính làm gì? Người nếu như cảm thấy không được thoải mái, Tam Thúc giới thiệu cho người một đám tốt. Bây giờ còn nhiều người độc thân lắm, đều là người thôn bên cạnh, có khi các ngươi còn từng biết nhau cũng nên đấy chứ. Diệp Tiểu Manh đứng lên tức giận. Người khác thì cháu không nói làm gì, thế nhưng người là Tam Thúc, người thân của cháu, người sao có thể giết cháu như thế? Tam Thúc đứng dậy cười. Ta giải thích rõ ràng với các ngươi, ngươi bây giờ không còn chịu hiểu lý lẽ à? Tam Thúc ngươi cũng là vì ngươi, lúc đấy khi ta mới tới đây cũng giống ngươi thôi, suốt ngày khóc, sau này mới dần dần hiểu ra mà. Mấy người thân thích xung quanh đồng loạt gật đầu. Phúc Bá nói, ta và các ngươi nếu không phải thân thích, chúng ta cũng không cần giữ lại các ngươi. Nơi này tốt thế, chúng ta không muốn nhiều người xa lạ tới, nhiều người cháo ít. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, hắn tin tưởng những người này là thật tâm thật ý. Những người này phải nói đúng hơn là quỷ hồn, nghĩ rằng mình trở thành quỷ tiên, cho rằng nơi này là tiên phủ, lại gặp con cháu liền muốn cùng nhau hưởng phúc. Loại tâm tình này hắn hoàn toàn có thể lý giải, dù sao bọn họ cũng là bị lừa dối. Đây mới là điều đáng buồn nhất. Lúc này bên ngoài một trận kèn đám tang vang lên ngày càng gần. Tam Thẩm trong mắt chuyển động. Ui, trước tiên chưa cần nói tới chuyện này, tối hôm nay có minh hôn, ta cùng bọn ngươi đi xem náo nhiệt, khắc hồi đầu nghĩ lại. Diệp Tiểu Manh trong lòng muốn chạy, mới vừa muốn cự tuyệt, Diệp Thiếu Dương nói, thôi xem qua một chút cũng được. Đối với Diệp Tiểu Manh nháy mắt, cùng một đám thân thích đi ra ngoài. Lúc này phát hiện sơ cốc hai bên đứng nhiều người chính là quỷ. Diệp Thiếu Dương xuống phía dưới phát hiện chỉ ít có hơn 100 con quỷ, bọn chúng ăn mặc như người bình thường,
Nhìn nhìn quỷ khí từ trên người bọn chúng mà xem, đẳng cấp chỉ ít đều là oán linh hoặc lệ quỷ. Bình thường ở trong đô thị khó gặp lệ quỷ, ở chỗ này dĩ nhiên tụ tập nhiều thế, hơn nữa hành động cử chỉ giống như là người bình thường. Họ hét ầm ĩ chờ xem náo nhiệt. Hình ảnh này quả thực khiến Diệp Thiếu Dương có chút khẩn trương. Bạn đang nghe chuyện tại website sởvaite.com và kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya. Chương 490, Ta Là Thiên Sư Ở Nhân Gian Phần 1. Diệp Tiểu Manh có chút khẩn trương cầm cánh tay Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, bây giờ phải làm sao? Thiếu Dương ca vỗ tay nàng. Có ta đây, đừng có sợ. Theo tiếng kèn từ phía lối vào ngày càng gần, mọi người hướng về sau đứng, nhường ra một con đường. Sau đó chỉ thấy một đoàn đón dâu từ xa hướng tới. Phía trước là vài cái quỷ tốt thổi kèn sô na mở đường. Đi theo phía sau một đôi nam nữ, trên người lại là mặc bộ đồ quần áo của đám cưới hiện đại. Diệp Thiếu Dương tùy miệng hỏi, làm sao giả trang thời thượng như vậy được? Tam Thẩm hồi đáp, đây là bọn hắn báo mộng khiến người nhà đốt gửi tới, đều là thanh niên, chết chưa tới nửa năm đương nhiên ăn mặc thời thượng rồi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy không nói gì. Hai đứa bé khoảng 5 đến 6 tuổi, người mặc yếm hồng, cầm trong tay cái khay đựng quả cưới. Đoàn người từ hai bên đi qua, đi đến đâu quỷ hồn cũng vây xem náo nhiệt, đều rối rít nhổ xuống bản thân hai hoặc ba cái ngón tay, bỏ vào trong khay. Đây là tùy lễ kia mà. Khi khay chuyển tới trước mặt mình, Tam Thẩm nhổ xuống bản thân hai ngón tay mình bỏ vào. 30 ngón tay quỷ hồn có thể đổi lại 2 lượng hắc hà sa. Mọi người theo tân lang tân nương cùng nhau đi phía trước, đi tới cuối đường sơn cốc ở chỗ Thanh Thiên Quan. Phía dưới chân ngọn núi có một cái sân khấu lớn, tại đó có quỷ đêm tuần thần, mang theo một đám quỷ tốt đứng phía sau sân khấu, tư thế rất uy nghiêm, thực sự giống đám cưới nhân gian. Diệp Thiếu Dương nhìn trong lòng cảm thấy buồn cười. Tân nương tân lang đứng trên lễ, những người thổi kèn sô na bắt đầu thổi những khúc nhạc buồn bi thảm. Diệp Tiểu Manh hiếu kỳ, này sao lại là nhạc buồn nhở? Diệp Thiếu Dương nói, quỷ cùng người tính cách bất đồng nên nhạc buồn vốn chính là làm cho quỷ vui, là cho quỷ nghe mà. Thời gian càng ngày càng nhiều, kéo dài đến dưới lễ đài. Có một vị lên đài giới thiệu tên cùng ngày tháng sinh đẻ của tân lan tân nương, cùng với nguyên nhân cái chết rồi ngày rỗ. Diệp Thiếu Dương vừa mới nghe, hai người này đều là người của những thôn lân cận, một là nhiễm bệnh, một là tai nạn xe cộ đột tử. Lúc sống căn bản không có nhận thức, đã bị đưa đến quỷ tiên và cùng nhau kết hôn. Chương trình bắt đầu đọc bản chúc mừng của tiên nương cùng với sự chấp nhận hai người là thành viên mới của thôn. Hai quỷ hồn vui vẻ tiếp nhận, nghi thức coi như hoàn thành. Sau đấy bị một số người hò hét ồn ào đưa đi. Đi đến nhà mới, không ít quỷ theo xem động phòng. Diệp Thiếu Dương nhìn cái này chính là một sự bất thường cõi âm, cảm thấy cảm giác vừa buồn cười lại giật mình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mình có bất luận như thế nào cũng sẽ không thể nào chấp nhận cái này là thực sự. Tiếp theo chương trình có một tiếng lạ, mọi người tập trung ánh mắt đến hai người Diệp Thiếu Dương và Tiểu Manh. Có không ít những nam quỷ hồn trên mắt thả lục quang hướng về Diệp Tiểu Manh cùng với một chàng cười hi hí đầy quỷ dị. Diệp Tiểu Manh thấy vậy nắm chặt cánh tay Diệp Thiếu Dương, sợ không dám động. Tuy là nàng biết chút pháp thuật, thế nhưng pháp lực của nàng tối đa có thể đối phó mấy con lệ quỷ, hiện tại nhìn sơ qua có đến hàng trăm con. Tam Thúc đột nhiên đi lên phía trước, chậm giọng nói, kính thưa tất cả các vị còn độc thân, không bằng như thế này, đây chính là cháu gái ta, cũng là pháp sư, các người cũng đều có chút tu vi, nếu không ai phản đối có thể cùng nàng đấu pháp, ai có thể đánh thắng nàng liền ôm mỹ nhân về, mọi người thấy ý kiến thế nào? Diệp Manh thất thanh kêu lên, Tam Thúc à, người... Diệp Thiếu Dương thở dài, hắn ngược lại có thể lý giải ý tưởng của Tam Thúc. Từ lúc đầu Tam Thúc bắt đầu dẫn bọn họ vào thôn, đã liền định chú ý muốn để cho bọn họ ở lại. Sở dĩ không ngừng dùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, thậm chí còn tìm người thân thích đến cùng nhau thuyết phục. Mục đích của hắn rất đơn thuần, trong mắt họ đây chính là một nơi lý tưởng, muốn để cho bọn họ ở lại hưởng phúc. Biết là mình sẽ không đồng ý, nhưng không tiếc dùng mưu kế, mềm không được chuyển cứng. Sở dĩ Diệp Thiếu Dương không trách hắn, chỉ là thay hắn cảm thấy thật đáng buồn. Mọi người trở nên ồn ào, cùng lúc lui phía sau lộ một mảnh đất trống. Mấy quỷ nam trẻ tuổi ra sức chen lấn vị trí phía trước.
Diệp Tiểu Manh thần sắc cả kinh. Bản thân ngay cả bạn là nam nhân cũng chưa từng có, chẳng may có lão quỷ thắng được, vậy không phải nghẹn mà chết ư? Diệp Tiểu Dương kéo nàng đi tới trên đài, đứng lên phía trước cười cười. Tỷ võ chiêu thân đúng không? Vậy thôi, đây là muội tử của ta, muốn kết hôn với nàng trước đánh thắng ta đã. Đứng đây một hồi, nếu có người nào vừa ý ra hiệu với ta, ta có thể giả bộ xem như đánh không lại cho ngươi tọa ý. Gương mặt Tiểu Manh ửng đỏ xấu hổ. Lập tức có quỷ hồn thanh niên nhảy lên đài miệng nói: Đại ca, đắc tội. Diệp Thiếu Dương nhìn một cái, phỏng đoán người này cũng là một người nông thôn, vì vậy khiến Diệp Tiểu Manh lui phía sau đứng một góc. Diệp Thiếu Dương hướng ăn mỉu môi: Đại ca không phải tốt như vậy chứ? Nói hắn qua đây, hắn cười hắc hắc, cả người quỷ lực bạo phát, hướng phía Diệp Thiếu Dương cấp tốc đánh tới, vọt trước mặt hắn ba thước. Một thân quỷ lực đột nhiên bị phong tỏa, hoàn toàn không thể di động. Diệp Thiếu Dương cười nhạt một tiếng, một tay kết cây hoa lan ấn, ở nó quỷ môn đánh nhẹ một cái liền bắn ra. Hắn lấy một cái tư thế rất khoa trương, té xuống đài đi ngược ở trong đám người. Bởi quỷ náo động, lại là một quỷ hồn khác muốn lên thử sức, trên người có bắp cuồn cuộn không nói lời nào, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng Diệp Tiểu Manh: Có phải mẫu của em không? Diệp Tiểu Manh lần nữa đỏ mặt: Thiếu Dương ca, lúc nào rồi lại còn pha trò chứ? Diệp Thiếu Dương lúc này quay đầu trở lại, hướng về phía quỷ hồn kia xông tới, đánh một viên tiền ngũ đế. Ở giữa mi tâm, một vệt kim quang hiện lên, quỷ hồn kia lập tức xoay người rớt xuống đài. Đã qua hai lượt mà đến cái chéo áo của Diệp Thiếu Dương, bọn chúng không chạm tới. Lũ quỷ lúc này ý thức được người đối diện không hề đơn giản. Im lặng một lúc mà vẫn chưa có con nào dám lên thách đấu tiếp. Lúc này một tên mặc đồ cổ trang trường sam lên đài, đám quỷ bên dưới lập tức có quỷ hô: Triệu lão tứ, người lẽ nào muốn nhận thêm người sao? Không sợ nhà ngươi ở nhà kia phát hiện cầm đế giày quất ngươi à? Triệu lão tứ quay đầu mắng: Quất cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Ta là xem cái người này thân thủ không tệ, nhiều năm như vậy không có cùng pháp sư giao thủ, đi lên đây chỉ muốn xem thực lực bản thân thôi. Nhìn khắp người Diệp Thiếu Dương: Ta chỉ đấu pháp với ngươi, thắng không cần muội của ngươi. Diệp Thiếu Dương cười: Thắng để ngươi cưới đi. Triệu lão tử cười, xốc lại trường sam, lấy hai tay đưa vào lồng ngực, nhổ xuống một cái xương sườn. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, cái này là xương sườn có lục quang quanh quẩn. Hắn là người tu luyện quỷ khí, rõ ràng người này có tu vi, vì vậy rút dây câu hồn. Chị lão tứ kêu thành tiếng: Dây câu hồn của quỷ sai, người rốt cuộc là người nào? Chương 491, ta là thiên sư ở nhân gian phần 2. Diệp Thiếu Dương hướng xuống dưới đài nhìn lại, những người còn lại đều là vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng không nhận ra đây là dây câu hồn. Hiển nhiên là bọn họ sau khi chết không có đi qua địa phủ, trực tiếp tiếp nhận quỷ tiên thôn, chưa nhìn qua cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ có Triệu lão tứ không giống bọn họ, có thể một lời nói toạc ra tên dây câu hồn, đoán chừng là lúc sống tội nghiệp nặng nề. Sau khi chết đi qua địa phủ, thế nhưng e ngại tư pháp, sau đấy tìm cơ hội chạy đến nơi này gặp được thuộc hạ của tiên nương, tị nạn ở quỷ tiên thôn. Cách khoảng khá lâu, Diệp Thiếu Dương không ngừng mở miệng. Triệu lão tứ cảm thấy mất mặt, kêu lên một tiếng, lấy ra xương sườn, lập tức có quỷ lực ở phía trên quanh quẩn, hướng về phía Diệp Thiếu Dương húc đầu đập tới. Càn khôn tá pháp. Diệp Thiếu Dương cánh tay chấn động, dây câu hồn như một con mãng xà chuyển động, cùng chỗ xương sườn, quỷ khí cùng cơ khí chạm vào nhau giằng co. So sánh với nét mặt bình thường Diệp Thiếu Dương, Triệu lão tứ biểu tình khó nhìn, gương mặt chuyển máu đen kịt, cắn răng kiên trì: Đừng vội chết, hãy chống đỡ đã chứ. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, dây câu hồn run lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương sườn trong tay Triệu lão tứ vỡ vụn. Diệp Thiếu Dương dùng sức đẩy dây câu hồn đụng vào ngực hắn. Triệu lão tứ phun ngụm máu quỷ, bản thân bay ra ngoài, người rớt vào giữa đám người. Trong lúc nhất thời, tất cả những con quỷ ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương, mặt hiện lên tia phẫn uất. Nhưng xét thấy mấy người lúc trước thất bại thảm hại, căn bản không phải ai cũng có thể là đối thủ của hắn. Phía dưới mọi người cảm thấy khó mà đấu lại, không ai dám khiêu chiến. Đột nhiên có tiếng nói: Ta tới. Một thanh âm chói tai vang lên, một con đại đầu quỷ ở bên cạnh Hắc Dạ Tuần bày mưu tính kế nhảy lên đài, há mồm kêu to. Hai quỷ nha biến ảo khổng lồ hướng Diệp Thiếu Dương bay tới.
Diệp Tiểu Dương ngón trỏ bên tay trái ở trước người nhẹ nhàng kết ấn, lấy cương khí thành hai cái pháp ấn nhẹ nhàng đẩy, đụng vào trên người hai con quỷ, lập tức đem quỷ khí áp chế. Sau đấy nhanh tay đem quỷ nha thu vào trong lòng bàn tay, nhìn nói: "Cái này có thể là đồ tốt, đa tạ." Quỷ tốt tức giận đến kêu to, tay không xông lên. Diệp Thiếu Dương dưới chân xê dịch, tránh được công kích, tay trái bao trùm, dùng dây câu hồn quấn quanh cổ quỷ tốt, hai tay kéo căng, dây câu hồn siết chặt vào da thịt quỷ tốt. Quỷ huyết màu đen phun ra, rồi lập tức bị dây câu hồn hút sạch quỷ huyết. "Ta từ Thái Sơn, ngươi không thể giết ta." Quỷ tốt cảm thấy trên người Diệp Thiếu Dương sát khí toát ra bên ngoài, hắn nói vậy. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nguyên là bọn người kia chính là từ quỷ vực tới, trách không được nơi đây xây dựng mô phỏng theo chế độ. Diệp Thiếu Dương cười: "Vậy thì càng phải giết người." Hai tay dùng sức kéo căng dây câu hồn, mấy giây sau đem đầu quỷ tốt vặn xuống lăn lông lốc dưới đất. Ở giữa tiếng kêu gào thảm thê, thân thể quỷ tốt hóa thành bãi quỷ huyết, từng cái tinh phách bay ra. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm trong đầu, ngoại trừ tên quỷ hồn Triệu Lão Tứ kia cùng đánh nhau với mình ra, hai tên này đều là quỷ tay sai, chắc là đã bị tiên nương giở trò lôi kéo đến đây làm quỷ tốt. Tuy là nhìn bộ mặt có chút kiêu ngạo, nhìn thấy ghét, nhưng xem ra đối với mọi người trong thôn không tệ. Mà những quỷ tốt ở nơi này, bản thân chắc là một phần cũng là từ Thái Sơn tới. Mỗi một tên cũng không phải là thứ tốt gì, cũng không phải côn đồ, lại tới nơi này làm loạn, giả mạo quỷ sai, buồn miệng nói hai chữ chết tiệt. Đối với những thứ như vậy, Diệp Thiếu Dương chỉ biết không chút khách khí, giết được tên nào hay tên đấy. Quỷ tốt chết khiến cho người dưới đài hết thảy quỷ hồn cảm thấy rung động. Lúc đầu vẫn là luận võ, hiện tại có quỷ chết, tính chất lúc này không giống nhau. Từng tên quỷ hồn ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương: "Tên pháp sư chó chết dám giết quỷ tại nơi này, người nghĩ nơi này là đâu mà dám không coi ai ra gì?" Hắc Dạ Tuần nhìn Diệp Thiếu Dương ánh mắt lạnh lùng nói vậy. Tuy sao những quỷ tốt đó cùng nhau gầm lên, trong lúc nhất thời quỷ khóc sói tru, quỷ khí lan tràn như nước thủy triều. Còn Diệp Tiểu Manh đứng trên đài sợ đến mặt không còn giọt máu. Diệp Thiếu Dương cánh tay chấn động, lấy dây câu hồn vung lên không khai hỏa, chỉ vào phía dưới những quỷ tốt đó thản nhiên: "Ta hôm nay chính là muốn đại khai sát giới, chém giết một lần, tàn sát đám quỷ tốt các ngươi. Đừng ở phía dưới gào khóc, có thể động thủ đừng ở dưới mà ồn ào, không phục cùng đánh với ta." Đám quỷ tức giận, đây quả thực quá kiêu ngạo. Hắc Dạ Tuần ra lệnh một tiếng, sớm có mấy người quỷ tốt bay lên trên đài, nhìn hướng Diệp Thiếu Dương nhào qua, chính là muốn xé nát tim hắn để hạ giận. "Tam thành sắc lệnh, chém yêu sát quỷ." Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, dồn lực lên dây câu hồn, một trận gió lớn chấn động quét ngang đi ra ngoài, chỉ một chút đã đem mấy cái quỷ tốt đánh huyết nhục văng tung tóe. Giang Hạ Tuần tức giận phía dưới thả người bay lên, thể huyện y lực cùng một thân quỷ khí phát ra cường lực đại, nhắm tới Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm, trên không trung gió động mạnh, ngăn trở quỷ lực tiến tới. Hạ Dạ Tuần không nhàn rỗi, một cánh tay khác lấy hai luồng quỷ huyết biến ảo thành hai con đại mãng xà, chảy nước dãi, lúc lên lúc xuống hướng Diệp Thiếu Dương cắn tới. Diệp Thiếu Dương một tay cầm kiếm, một tay kết ấn, đạp bước trên không cùng giao đấu với hai con mãng xà. Còn lại quỷ tốt thấy lão đại xuất thủ, sớm không cam lòng chịu ở sau, từng con giống giận nhảy lên đài thành một quân đội quỷ, vây khốn Diệp Thiếu Dương ở giữa. Chiến thuật ý đồ phi thường được xác định, chúng ta nhiều người, không đánh lại ngươi cũng có thể đè chết người. Diệp Thiếu Dương lấy tay thủ thế, tất cả mọi ánh mắt quỷ tốt hướng đến Diệp Thiếu Dương vô cùng căm phẫn. Còn Diệp Tiểu Manh không tên nào chú ý, đứng ở một góc. Diệp Tiểu Manh lấy ngọc trần trụ ra, nhìn đám quỷ vây quanh Diệp Thiếu Dương, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Tuy hắn chính là thiên sư, đơn giản nếu một đấu một thì không có đối thủ, nhưng một người một kiếm cùng vô số quỷ tốt cùng đánh một trận, hơn nữa trong đó còn có cái con Hắc Dạ Tuần là nhân vật lợi hại, nàng chính lo lắng cho Diệp Thiếu Dương chịu thiệt. Dự định thật đến lúc đấy mình cũng liều mạng, cùng lắm là cùng Diệp Thiếu Dương sống chết một phen, đánh trận lớn. Dù sao hắn đã thay mình giải vây, cùng quỷ xa này xảy ra chuyện. "Tất cả một lượt cùng lên đi, như vậy ta mới giết một cách thoải mái." Diệp Thiếu Dương hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, trang một tiếng rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm,
một kiếm chém vỡ quỷ bài cản trở, hướng đám quỷ chém tới. Hắc Dạ Tuần thì thẹn quá thành giận, nhấc lên trường bào, lộ cái bụng, hai tay tập trung tại rốn lôi ra ngoài. Từ rốn chui ra vô số rơi quỷ, toàn thân màu đỏ, răng nanh dài nhọn hoắt bay phía Diệp Thiếu Dương. Hắc Dạ Tuần đắc ý cười nhạt hai tiếng. Nhiều như vậy quỷ tốt cùng ta chính là muốn lấy số đông. Không cần đánh, chỉ cần đè lên có thể đè bẹp ruột của người. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, lấy Thái Ất Phất Trần bay tới Hắc Dạ Tuần. Đôi cây phất trần triển khai giống như là một bông hoa, thả ra cương khí bảo vệ toàn thân Diệp Thiếu Dương, khiến những con quỷ khát máu không thể tới gần người. Diệp Thiếu Dương an nhiên cầm trong tay Thất Tinh Long Tuyển kiếm, không ngừng chém vào người quỷ tốt, gọt quỷ như bùn, vô cùng vui sướng. Trong lòng sát tâm nhất thời vung lên, đột phát hứng thú, cao giọng niệm Mao Sơn Thiên Sư bài hát, một bên cầm kiếm chém giết đám quỷ. Ta là thiên sư thủ nhân gian, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, trảm yêu trừ ma tâm vô hối, địa ngục không xuống không lên trời. Đạo sinh lữ nghi xuất âm dương, thần kiếm đảo qua vạn trượng mang, lục đinh lục giáp thường triệu hoán, trước điện minh vương hiện thần quang. Thất tinh lóe long tuyền ra, tứ phương thần linh tới tương trợ, ứng tiên đạo chuyển càn khôn, yêu ma quỷ quái dưới kiếm vong. Ta là thiên sư thủ nhân gian, không vào lục đạo không thành tiên. Ta làm ngoại đạo thiên cơ biến, phong mang đạt được hết thảy hưu, thì nát xương tan không hề sợ. Dạo tâm bất đổi linh căn huyền, hồn phi phách tán không oán, như diều gặp gió tam thanh thiên. Diệp Thiếu Dương một bên ngâm bài hát, một bên chém giết đám quỷ, người như điên cuồng, kiếm ảnh loang loáng, máu quỷ tung bay tinh phách loạn, thắp sáng một vùng. Cảnh tượng đồ sộ, dùng từ không thể lột tả hết được. Vâng, nay Ngọc Mai đã có 10 chương cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện kế tiếp, có thể là tối mai. Các bạn nhớ đừng quên đăng ký và chia sẻ chuyện để ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon.